Thưa quý vị, sự kiện trực tuyến Góc chuyên gia tư vấn mua nhà mùa dịch sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Xin mời anh chị chuyên viên tư vấn hãy nhanh chóng liên hệ mời khách hàng vào theo dõi livestream. Xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Thưa quý khách hàng, trong sự kiện hôm nay chúng ta sẽ có phần quay số trúng thưởng vào giữa chương trình. Khi đến phần này, xin mời quý khách hàng hãy bình luận một con số may mắn duy nhất và nhanh nhất sau khi có tín hiệu bắt đầu quý vị nhé. Xin nhắc lại là chúng tôi chỉ ghi nhận những bình luận từ khi có tín hiệu bắt đầu vào giữa chương trình. Còn bây giờ thì chưa bình luận mà hãy lựa chọn một vị trí thật thoải mái để đồng hành cùng chúng tôi đến cuối chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, sự kiện trực tuyến Góc chuyên gia tư vấn mua nhà mùa dịch sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Xin mời anh chị chuyên viên tư vấn hãy nhanh chóng liên hệ mời khách hàng vào theo dõi livestream. Xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Thưa quý khách hàng, trong sự kiện hôm nay chúng ta sẽ có phần quay số trúng thưởng vào giữa chương trình. Khi đến phần này, xin mời quý khách hàng hãy bình luận một con số may mắn duy nhất và nhanh nhất sau khi có tín hiệu bắt đầu quý vị nhé. Xin nhắc lại là chúng tôi chỉ ghi nhận những bình luận từ khi có tín hiệu bắt đầu vào giữa chương trình. Còn bây giờ thì chưa bình luận mà hãy lựa chọn một vị trí thật thoải mái để đồng hành cùng chúng tôi đến cuối chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, sự kiện trực tuyến Góc chuyên gia tư vấn mua nhà mùa dịch sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Xin mời anh chị chuyên viên tư vấn hãy nhanh chóng liên hệ mời khách hàng vào theo dõi livestream. Xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Thưa quý khách hàng, trong sự kiện hôm nay chúng ta sẽ có phần quay số trúng thưởng vào giữa chương trình. Khi đến phần này, xin mời quý khách hàng hãy bình luận một con số may mắn duy nhất và nhanh nhất sau khi có tín hiệu bắt đầu quý vị nhé. Xin nhắc lại là chúng tôi chỉ ghi nhận những bình luận từ khi có tín hiệu bắt đầu vào giữa chương trình. Còn bây giờ thì chưa bình luận mà hãy lựa chọn một vị trí thật thoải mái để đồng hành cùng chúng tôi đến cuối chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, sự kiện trực tuyến Góc chuyên gia tư vấn mua nhà mùa dịch sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Xin mời anh chị chuyên viên tư vấn hãy nhanh chóng liên hệ mời khách hàng vào theo dõi livestream. Xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Thưa quý khách hàng, trong sự kiện hôm nay chúng ta sẽ có phần quay số trúng thưởng vào giữa chương trình. Khi đến phần này, xin mời quý khách hàng hãy bình luận một con số may mắn duy nhất và nhanh nhất sau khi có tín hiệu bắt đầu quý vị nhé. Xin nhắc lại là chúng tôi chỉ ghi nhận những bình luận từ khi có tín hiệu bắt đầu vào giữa chương trình. Còn bây giờ thì chưa bình luận mà hãy lựa chọn một vị trí thật thoải mái để đồng hành cùng chúng tôi đến cuối chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Vinhome bắt đầu bằng ước mơ, hoài bão của vị thuyền trưởng trẻ tuổi. Một doanh nghiệp trẻ nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của các khách hàng bằng uy tín và chính trực. Khủng hoảng bất động sản làm bao doanh nghiệp phải lao đao, Vinhome vẫn đứng vững, khẳng định vị thế trên thị trường. Năm 2020, đại dịch Covid-19 mang đến những khủng hoảng chưa từng có. Vinhome vẫn đứng đó, không buông tay một ai, kiên định với mục tiêu và vươn lên bằng khát vọng. Mười năm, một hành trình không quá dài đối với một doanh nghiệp, nhưng đối với ngành có tính đào thải khắc nghiệt như bất động sản là cả một quá trình. Bằng uy tín, chính trực và trách nhiệm, chúng tôi đã nhận được sự tín nhiệm của rất nhiều chủ đầu tư, những đơn vị uy tín và hàng ngàn khách hàng tìm nơi an cư lẫn đầu tư qua các dự án tiêu biểu. Sài Gòn Avenue, tổ hợp dự án của Big Group, The Riverview, dự án Host, Techco Home, Parkview Apartment. Suốt một thập kỷ qua, chúng tôi với ước mơ mang tới những sản phẩm giá trị đến khách hàng của mình. Với chúng tôi, đó là hành trình thập kỷ đầy tự hào. Để làm giàu thêm cho tài sản giá trị nhất tại Vinhome, chúng tôi luôn bền bỉ chăm lo đời sống về cả vật chất lẫn tinh thần cho từng cán bộ nhân viên. Vinhome đây không chỉ là nơi làm việc, đây là nơi chúng tôi sống như một gia đình, luôn sáng tạo, hành động trách nhiệm để kiến tạo nên những thành công mới. Tôi yêu Vinhome, còn bạn thì sao? Thưa quý vị, sự kiện trực tuyến Góc Chuyên Gia Tư Vấn Mua Nhà Mùa Dịch sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Xin mời anh chị chuyên viên tư vấn hãy nhanh chóng liên hệ mời khách hàng vào theo dõi livestream. Xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Thưa quý khách hàng, trong sự kiện hôm nay chúng ta sẽ có phần quay số trúng thưởng vào giữa chương trình. Khi đến phần này, xin mời quý khách hàng hãy bình luận một con số may mắn duy nhất và nhanh nhất sau khi có tín hiệu bắt đầu quý vị nhé. Xin nhắc lại là chúng tôi chỉ ghi nhận những bình luận từ khi có tín hiệu bắt đầu vào giữa chương trình.
Còn bây giờ thì chưa bình luận mà hãy lựa chọn một vị trí thật thoải mái để đồng hành cùng chúng tôi đến cuối chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Unihome bắt đầu bằng ước mơ, hoài bão của vị thuyền trưởng trẻ tuổi. Một doanh nghiệp trẻ nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của các khách hàng bằng uy tín và chính trực. Khủng hoảng bất động sản làm bao doanh nghiệp phải lao đao. Unihome vẫn đứng vững, khẳng định vị thế trên thị trường. Năm 2020, đại dịch Covid-19 mang đến những khủng hoảng chưa từng có. Unihome vẫn đứng đó, không buông tay một ai, kiên định với mục tiêu và vươn lên bằng khát vọng. Mười năm, một hành trình không quá dài. Unihome bắt đầu bằng ước mơ, hoài bão của vị thuyền trưởng trẻ tuổi. Một doanh nghiệp trẻ nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của các khách hàng bằng uy tín và chính trực. Khủng hoảng bất động sản làm bao doanh nghiệp phải lao đao. Unihome vẫn đứng vững, khẳng định vị thế trên thị trường. Năm 2020, đại dịch Covid-19 mang đến những khủng hoảng chưa từng có. Unihome vẫn đứng đó, không buông tay một ai, kiên định với mục tiêu và vươn lên bằng khát vọng. Mười năm, một hành trình không quá dài đối với một doanh nghiệp, nhưng đối với ngành có tính đào thải khắc nghiệt như bất động sản là cả một quá trình. Bằng uy tín, chính trực và trách nhiệm, chúng tôi đã nhận được sự tín nhiệm của rất nhiều chủ đầu tư, những đơn vị uy tín và hàng ngàn khách hàng tìm nơi an cư lẫn đầu tư qua các dự án tiêu biểu Sài Gòn Avenue, tổ hợp dự án của Big Group, The Riverview, dự án Host, Techco Home, Parkview Apartment. Suốt một thập kỷ qua, chúng tôi với ước mơ mang tới những sản phẩm giá trị đến khách hàng của mình. Với chúng tôi, đó là hành trình thập kỷ đầy tự hào. Để làm giàu thêm cho tài sản giá trị nhất tại Unihome, chúng tôi luôn bền bỉ chăm lo đời sống về cả vật chất lẫn tinh thần cho từng cán bộ nhân viên. Unihome đây không chỉ là nơi làm việc, đây là nơi chúng tôi sống như một gia đình, luôn sáng tạo, hành động trách nhiệm để kiến tạo nên những thành công mới. Tôi yêu Unihome, còn bạn thì sao? Tuấn Anh xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị đang theo dõi sự kiện trực tuyến Góc chuyên gia tư vấn mua nhà mùa dịch do công ty cổ phần bất động sản Unihome tổ chức trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình chia sẻ lần trước với thông điệp đầu tư để an cư tại sao không đã nhận được sự tham gia và hưởng ứng rất là tích cực từ phía khách hàng. Và ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục với mong muốn là sẽ mang đến những thông tin khách quan chi tiết về thị trường cũng như những phương hướng đầu tư bất động sản cho quý khách. Chương trình sự kiện Góc chuyên gia tư vấn mua nhà mùa dịch lại tiếp tục với chủ đề bí quyết đầu tư bảo toàn dòng tiền trong mùa dịch. Và đến với sự kiện ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự được đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị sự tham gia của ông Trần Duy Thanh, chuyên gia đầu tư với nhiều năm kinh nghiệm trong việc đầu tư đa kênh như là vàng,
bất động sản và chứng khoán. Và xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Minh Sáng, đại diện khối kinh doanh của công ty cổ phần bất động sản Unihomes, và đặc biệt là sự tham dự rất đông đủ của tất cả quý khách hàng và các chị chuyên viên tư vấn cũng đã có mặt trong sự kiện sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong sự kiện lần này thì ngoài việc chúng ta sẽ nhận những thông tin chính xác và cụ thể từ phía đội ngũ chuyên gia thì quý khách hàng tham dự sự kiện còn có cơ hội nhận được những phần quà rất là hấp dẫn trong sự kiện này. Và điển hình trong sáng nay chúng ta sẽ có 2 giải 3, mỗi giải là một thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 đồng, 2 giải 2 mỗi giải là mã thẻ cào điện thoại trị giá 300.000 đồng, và 1 giải 1 là mã thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thưa quý vị, và để bắt đầu chương trình thì chắc có lẽ là Tuấn Anh không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với ông Trần Duy Thanh, chuyên gia đầu tư bất động sản với hơn 12 năm kinh nghiệm, sẽ chia sẻ một số thông tin và có những đánh giá sơ lược về việc đầu tư trong thời điểm hiện tại. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Vâng, lần đầu tiên cho phép Duy Thanh được gửi lời chào và chúc sức khỏe đến toàn thể quý khách hàng, quý đầu tư trong cái buổi chia sẻ về bí quyết đầu tư bảo toàn dòng tiền mùa dịch của công ty Unihomes trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước tiên thì Duy Thanh sẽ được phép tự giới thiệu về mình. Tên đầy đủ là Trần Duy Thanh, hiện đang đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực tài chính và bất động sản, thưa quý vị. Trước khi mà Duy Thanh đi vào nội dung chính trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng như là chia sẻ cho quý vị về các kênh đầu tư phổ biến trên thị trường hiện tại, thì Thanh xin được phép chia sẻ một cách tổng quan về thị trường cũng như tình hình kinh tế, tình hình dịch bệnh thời điểm hiện tại. Như chúng ta đã biết, hiện tại bây giờ ở Việt Nam của mình đang trải qua một cái làn sóng dịch lần thứ tư diễn ra vào cuối tháng 4 2021. Và cái tình hình nó đang diễn biến rất là căng thẳng, là ảnh hưởng rất là nhiều, rất là lớn đến tất cả các ngành nghề. Trong khi đó thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đang trở thành tâm dịch của cả nước, với tổng cái số ca mắc mới mỗi ngày lên tới hơn 4.000 ca và cái tỷ lệ người tử vong tới hơn 300 ca mỗi ngày. Đây là con số rất là kinh khủng, đúng không ạ? Một con số rất là kinh khủng mà. Và đứng trước những cái tình hình dịch căng thẳng giống vậy thì nhà nước của chúng ta cũng đang có những cái chủ trương cũng như là giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, và hiện tại bây giờ người dân của mình cũng đang giãn cách được ở thành phố Hồ Chí Minh được hơn 2 tháng rồi. Và đứng trước cái việc mà giãn cách dài giống như vậy nó ảnh hưởng tới cái việc mà khủng hoảng kinh tế gia đình, nhiều người bị mất đi cái thu nhập chính. Đó là cái nguyên nhân mà người ta bị khủng hoảng về tài chính, thưa quý vị. Và người ta trông chờ vào cái gì ạ? Trông chờ vào tiền tiết kiệm và tiền gửi ngân hàng. Thì đây là một khoản rất ít thôi. Chính vì thế mà đại đa số người dân của mình đang tìm kiếm các kênh đầu tư khác, như là đầu tư tài chính, đầu tư online trong khoảng thời gian là giãn cách, không đi ra ngoài, không đi làm lại được. Thì các kênh đầu tư tài chính online là một cái lựa chọn trong thời gian này. Thì cái tình hình dịch thời điểm hiện tại, như là chúng ta đã thấy là nhà nước của chúng ta cũng đang có những cái chỉ thị cũng như là đảm bảo được là cái việc mà khống chế tốt cái tình hình dịch, tỷ lệ tiêm vaccine phòng dịch cũng đang được triển khai trên diện rộng, để cái việc là gì ạ, miễn dịch cộng đồng nó xảy ra, tức là chúng ta sẽ sống và thích nghi với dịch bệnh, để cho cái tiền đề tốt được phục hồi và phát triển kinh tế trở lại. Đó là cái điều mà chắc chắn nó sẽ xảy ra trong tương lai, thưa quý vị. Và tổng quan về thị trường đầu tư thời điểm hiện tại, tuy Covid nó diễn ra nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới cái tình hình đầu tư nói chung cũng như là đầu tư tài chính nói riêng, cũng đang diễn biến rất là phức tạp. Thì cái việc mà chúng ta đầu tư vào các kênh truyền thống nó cũng bị ảnh hưởng, thưa quý vị. Ví dụ như là gửi tiết kiệm, đầu tư vào vàng, chứng khoán hay là bất động sản nó cũng bị ảnh hưởng. Những cái cuộc khủng hoảng về y tế, về kinh tế, về quân sự trên toàn cầu nó cũng làm cho giá vàng trở nên khó đoán định. Mảng bất động sản thì chỉ còn nóng một vài phân khúc vài thị trường, tôi còn lại thì đều trên vên cả. Riêng về thị trường Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay là Bình Dương đều là những thị trường lớn nhưng mà cũng bị ảnh hưởng bởi Covid và giãn cách, thì cũng thị trường bất động sản cũng trở nên là khó khăn. So với cái giai đoạn 2017-2018 thì từ nửa cuối năm 2019 thị trường bất động sản không còn sôi động dù vẫn giữ được sức nóng của nó. Tuy nhiên thì cái nguyên nhân lớn bởi là nhà nước chúng ta đang siết chặt các thủ tục pháp lý, ảnh hưởng tới cái nguồn cung bị bó hẹp trở lại. Thì giai đoạn 2020 thì 2021 thì bất động sản tiếp tục bị kìm hãm bởi dịch bệnh và cái cơn sốt đất ảo vào đầu năm 2021. Thì đây phản ánh cho một điều là gì ạ? Cái
tuy á, là cái sức mà mặc dù là bị kìm hãm, nhưng mà cái lực hấp dẫn bởi cái tỷ suất lợi nhuận cao cũng như là sự ổn định về bảo toàn dòng tiền á, thì tôi tin chắc rằng thị trường bất động sản cũng sẽ khôi phục rất là nhanh nếu mà cái tình hình dịch bệnh được kiểm soát rất là tốt, thưa quý vị. Trước những cái việc mà đầu tư bất động sản giữa các giai đoạn giống vậy, thì tôi thấy là các nhà đầu tư đang có một cái khuynh hướng là dùng vàng và bất động sản trở thành một cái kênh trú ẩn an toàn. Vào những cái thời điểm bất ổn như là dịch bệnh hay là chiến tranh, thì nhà đầu tư cá nhân có một cái sự dịch chuyển, chuyển từ các kênh là đầu tư mạo hiểm thanh khoản cao chuyển sang các kênh đầu tư là ít rủi ro hơn và thanh khoản thấp hơn. Ví dụ như là các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang đầu tư bất động sản thay vì là tích trữ vàng, thưa quý vị. Thì các kênh kiểm ngân hàng là mỗi kênh mang tính chất là an toàn mà đa số người dân của chúng ta hiện tại đã áp dụng rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại lãi suất tiết kiệm liên tục hạ do là hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà theo cái chỉ đạo của ngân hàng nhà nước của mình trong giai đoạn dịch giống vậy, thì nó ảnh hưởng tới cái việc là các nhà đầu tư đang rút tiền tiết kiệm ở ngân hàng để mà dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác để mà có cái khả năng sinh lời cao hơn. Thì cái lãi suất của ngân hàng nhà nước của mình đang áp dụng cho mức trần á, là đối với cái kỳ hạn dưới 6 tháng là 4%, đối với các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng á, là nó rơi vào tầm khoảng từ 6 cho tới 7%. Nhưng mà có một cái số ngân hàng đang có rục rịch tăng cái lãi suất lên để huy động vốn, nhưng mà không thể nào vượt qua cái mức là 4% cho cái mức kỳ hạn dưới 6 tháng, thưa quý vị. Thì hiện tại bây giờ đang có một cái dòng tiền đang đổ vào thị trường chứng khoán, thì nó chiếm một tỷ trọng lớn, nhưng mà cái dư nợ tín dụng trong cái lĩnh vực mà chứng khoán này á, thì nó không có không 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 có cao, nhưng mà trên thì những con số này nó không thể hiện được đúng cái thực tế của nó, bởi vì á nó không có thể hiện được đúng thực tế của nó, bởi vì cái đa số cái người dân của mình á là vay tiền đi đầu tư vào kinh doanh, đầu tư vào sản xuất kinh doanh, đầu tư vào cái việc mà tiêu dùng, nhưng mà đa số người ta dùng cái khoản tiền vay này để đầu tư vào chứng khoán. Thì đối với thị trường này thì tôi thấy rằng giữa cái tình hình kinh tế đang diễn biến rất là phức tạp như thế này mà thị trường chứng khoán cũng đang tăng trưởng rất là tốt, thì theo tôi thấy là thật sự là nó không có ổn, bởi vì nếu mà thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tăng giá thì nó đang tiềm ẩn một cái mầm móng là khủng hoảng. Mà món gọi là khủng hoảng thì nhà đầu tư nên cẩn trọng. Nếu mà so với các kênh đầu tư khác thì thị trường chứng khoán vẫn là một kênh đầu tư tốt. Nó có những cái ưu điểm như là gì ạ? Cái rào cản gia nhập thị trường thấp, định giá tốt, giá trị gia tăng, mọi cái đều ổn. Nhưng mà có một cái hạn chế là gì ạ? Là cái việc mà nhà đầu tư phải có kiến thức về thị trường và phải am hiểu về tài chính thì mới đảm bảo được. Và khi chúng ta tham gia cuộc chơi vào thị trường này, chúng ta mới thắng được, nếu không là cái rủi ro mà chúng ta mất luôn cái khoản tiền đầu tư rất là cao, thưa quý vị. Hiện tại bây giờ anh có một cái khuyến cáo như thế này, chúng ta cần phải các nhà đầu tư cần phải tỉnh táo trước những cái lời mời chào đầu tư trên các kênh đầu tư tài chính trực tiếp và phi truyền thống, bởi vì đây là những cái sàn giao dịch sàn giao dịch tiền tệ ngoại hối, nó thu hút một cái dòng tiền rất là lớn về. Hiện tại thì có nhiều sàn giao dịch bất động sản đang nở rộ, nó làm cho mọi người cuốn theo cái việc đầu tư mạo hiểm, nhưng đây chỉ là một cái hình thức mang tính chất là lừa đảo và đa cấp, bởi vì hiện tại đa số các tổ chức tín dụng ngoại trừ ngân hàng ra thì không được giao dịch ngoại hối. Đây là cái điều mà nhà đầu tư của mình nên lưu ý để ta đầu tư mà bị mất tiền, thưa quý vị. Hiện tại bây giờ trên thị trường của mình nó có các nhóm đầu tư cụ thể và phổ biến như là gửi tiền tiết kiệm, đầu tư vào vàng, chứng khoán và bất động sản. Đây là những cái kênh phổ biến mà Thanh nghĩ là tất cả chúng ta cần phải tìm hiểu để chúng ta có một cái sự lựa chọn đúng đắn trong cái giai đoạn này, để mà chúng ta có thể phân định được cái kênh đầu tư nào là an toàn, kênh đầu tư nào là đem lại tỷ suất lợi nhuận cao á, thì Thanh xin được phép đi vào từng cái kênh đầu tư cụ thể. Gửi tiền tiết kiệm thì gửi tiền tiết kiệm thì đây là một kênh đầu tư nó mang tính chất là gì ạ? Siêu an toàn chứ không phải là siêu lợi nhuận ạ. Bởi vì sao ạ? Siêu an toàn bởi vì đại đa số người dân của mình đang sử dụng cái kênh tiết kiệm này, nhưng hiện tại bây giờ người ta đang có cái sự dịch chuyển lớn, bởi vì nó tuy là nó có những cái ưu điểm là gì, không yêu cầu kiến thức về tài chính, rủi ro thấp, thanh khoản cao, lãi suất ổn định, nó là một cái nơi cất giữ tiền tốt. Tuy nhiên
Nó có nhược điểm là gì ạ? Lợi nhuận thấp, phụ thuộc nhiều vào lạm phát, và nó chỉ phù hợp cho những người có tiền nhàn rỗi nhưng mà không thích mạo hiểm, thì dùng cái số tiền đó bỏ vào ngân hàng chờ lấy lãi thôi, nó không có tính rủi ro gì cả, thì nó mang tính chất ổn định, thì nó được gọi là cái kênh siêu an toàn. Thì tiếp theo nữa đó là đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu dài hạn. Đây là một kênh đầu tư an toàn thứ hai, nó sau ngân hàng thôi, bởi vì tỷ suất lợi nhuận nó chiếm tầm khoảng từ 6 đến 13%, nó chỉ sau ngân hàng thôi. Nhưng mà con cái là gì ạ? Nó vẫn có những ưu thế của nó, tức là ít rủi ro, cam kết khả năng sinh lời, tỷ lệ sinh lời ổn định, có thể tái đầu tư được, có thể cầm cố như một loại tài sản thưa quý vị. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là cái tính thanh khoản ổn định nó phụ thuộc vào cái công ty phát hành và cái thị trường, cũng như là cái chu kỳ kinh tế. Mọi cái nó cũng tương đối, nó chưa được an toàn nhiều như là cái kênh đầu tư tiết kiệm ngân hàng. Về cổ phiếu dài hạn thì cái khả năng tăng trưởng dài hạn tốt, tính thanh khoản cao và thị trường cũng đang tốt, nên cái việc mà chúng ta đầu tư dài hạn nó cũng đảm bảo cho chúng ta một tỷ suất lợi nhuận khá tốt. Vàng á, là một cái kênh đầu tư mà nó cân bằng giữa cái việc mà tỷ suất lợi nhuận cao và an toàn thưa quý vị. Bởi vì sao ạ? Từ xa xưa thì cái việc mà người người dân của mình tích trữ vàng, vàng vàng thỏi hoặc vàng miếng để chờ lên lên giá rồi bán lại, thì để nó đảm bảo được cái tỷ suất lợi nhuận cho mình nó cũng khá là an toàn ạ, và đảm bảo được cái việc là cất giữ giá trị bền vững, khả năng sinh lời tốt, dễ dàng tham gia vào thị trường đầu tư mà không cần nhiều cái kiến thức thị trường. Tuy nhiên thì giá nội tại của nó cao, thanh khoản cao, hiện tại bây giờ nó phải giao dịch một cái lượng lớn thì mới đảm bảo được một cái tỷ suất lợi nhuận cao thưa quý vị. Không những thế thì cái nó việc giao dịch vàng á, nó sẽ không trở nên an toàn nếu mà chúng ta diễn ra trong dài hạn, bởi vì nó phụ thuộc vào giá vàng của thế giới cũng như là chu kỳ kinh tế, nó có sự biến động và thay đổi thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Một cái việc điển hình như là cái việc mà đầu tư vàng trong vòng 10 năm gần đây á, thì đến hết 7 8 năm là chúng ta đã cái tỷ suất lợi nhuận nó thấp hơn việc lạm phát kinh tế rồi. Và đầu tư vàng thật sự nó chỉ có lợi nhuận khi nào nó có biến động kinh tế nhiều, điển hình là 2019 2020, thì cái việc chúng ta là tình hình dịch diễn biến phức tạp thì vàng nó có cơ hội tăng trưởng và đảm bảo được cái mức lợi nhuận tương đối mà các nhà đầu tư dài hạn có thể trông thấy. Nó phụ thuộc nhiều vào cái yếu tố về kinh tế và thị trường đúng không ạ? Tiếp theo đó là một cái kênh đầu tư đó, bất động sản. Bất động sản là một kênh đầu tư an toàn và đảm bảo về tỷ suất lợi nhuận rất cao thưa quý vị. Nó có thể gấp 2 và gấp 3 lần luôn. Riêng về phân khúc về chung cư thì cái tính thanh khoản ổn định, nhiều hình thức sinh lời, nhiều phương thức hỗ trợ thanh toán, cũng như là chúng ta có thể sử dụng đòn bẩy ngân hàng để hỗ trợ nếu mà tài chính của chúng ta tương đối. Đa dạng về sự lựa chọn, nhưng mà nó có một cái hạn chế, nó cần cái nguồn vốn cao, rủi ro về pháp lý. Nếu chúng ta lựa chọn cái phân cấp chung cư bình dân thấp thì pháp lý nó cũng chưa được ổn lắm. Tuy nhiên cái sự tăng trưởng của nó cũng chưa thực sự tốt, nó có tính chất là chưa có tính chất đột biến như là đất nền. Về đất nền nó thì khả năng sinh lời cao hơn, nó có thể gấp 2 gấp 3 lần, nó phù hợp với xu hướng và cái giá trị nội tại lớn. Bởi vì sao? Đa phần người dân của mình đều có khuynh hướng là sở hữu bất động sản, nên là cái nhu cầu này nó không dừng lại mà ngày càng tăng thưa quý vị. Và nó cũng có một cái hạn chế giống như bên chung cư là nó cần về thị trường cũng như là vị trí, rủi ro về pháp lý, và cái tính tăng trưởng của nó có sự đột biến mà chúng ta cũng không thể nào đoán định được. So với cái tỷ suất lợi nhuận của bên đất nền thì chung cư nó tầm lợi nhuận đâu khoảng từ 8 tới mới 13% cái tỷ suất lợi nhuận. Đó là tổng quan về các yếu tố mà các kênh đầu tư hiện tại bây giờ Thanh cũng đã chia sẻ để vị nắm được là gì ạ. Để đầu tư bất kỳ một kênh nào, chúng ta cũng cần phải có kiến thức và có sự trải nghiệm nhất định trong mỗi kênh, và tùy theo cái mong muốn về tỷ suất lợi nhuận của mỗi người và khả năng chấp nhận cái rủi ro mà chúng ta có sự lựa chọn khác nhau thì mỗi kênh. Riêng về đầu tư bất động sản á, thì Thanh thấy là gì, cái mức độ an toàn cao cũng như là tỷ suất lợi nhuận nó mang tính chất là đảm bảo và chúng ta có thể sở hữu được nó. Nhưng mà trước khi mà đầu tư ở bất động sản đảm bảo an toàn và đảm bảo lợi nhuận thì chúng ta cần phải có một cái số lưu ý để cho cái việc mà đầu tư nó mang tính chất hiệu quả cao, đó là gì ạ? Chúng ta phải quan tâm tới những cái yếu tố sau, đó là vị trí để chúng ta chọn mua một cái bất động sản, đó là yếu tố đặc biệt quan trọng, nó quyết định sự tăng trưởng cũng như là giá trị của bất động sản. Bất động sản ở những cái nơi đông dân gần khu trung tâm và các khu công nghiệp nó có tính thanh khoản rất là lớn thưa quý vị.
khả năng sinh lời khổng lồ với những bất động sản nằm trong cái khu vực phát triển cơ sở hạ tầng, khu đô thị, bệnh viện và trung tâm thương mại và các tiện ích khác. Nó là yếu tố nó làm nên một cái giá trị bất động sản tốt, thưa quý vị. Cái yếu tố tiếp theo đó là lựa chọn chủ đầu tư. Chủ đầu tư uy tín và năng lực của chủ đầu tư nó là cái tấm thẻ bảo hành cho cái chất lượng và dịch vụ của cái sản phẩm bất động sản mà chúng ta lựa chọn đầu tư, thưa quý vị. Hình ảnh của chủ đầu tư được nhận biết và phân loại căn cứ trên các tiêu chí như là năng lực tài chính, uy tín truyền thông và đặc biệt là chất lượng sản phẩm. Bởi vì chủ đầu tư có năng lực tài chính, có uy tín mới đảm bảo được cái tiến độ của công trình, nó mới đảm bảo được là cái gì, cái dòng tiền chúng ta đầu tư vào và chúng ta mới có sản sinh lợi nhuận đúng kỳ hạn được. Hơn thế nữa thì cái yếu tố pháp lý đó là một yếu tố quyết định luôn cả những cái yếu tố khác, bởi vì những yếu tố này nó cực kỳ quan trọng. Nếu mà vị trí có đẹp, chủ đầu tư có tốt mà pháp lý không đảm bảo thì gần như bất động sản chúng ta nó mất giá trị rất là nhiều, đầu ra của chúng ta cảm thấy rất là khó khăn, thưa quý vị. Đây là yếu tố hàng đầu nha, hàng đầu mà khách hàng và nhà đầu tư cần phải quan tâm tới. Thì nhà đầu tư hoặc cái người mua ở thì lúc nào cũng mong muốn pháp lý rõ ràng, minh bạch, giấy tờ thì phải tuân thủ đúng pháp luật. Ở đây là một cái chìa khóa quan trọng để mở ra một cái tương lai an tâm và cái khả năng thanh khoản đầy tiềm năng nếu mà chúng ta đầu tư bất động sản. Ở tiếp theo đó thì bất kỳ một bất động sản nào á thì chúng ta cũng cần phải quan tâm tới cái tiện ích của dự án này. Tiện ích dự án này nó là một yếu tố quan trọng thu hút nhà đầu tư, làm cho cái những người mà mua ở, đặc biệt là khách hàng trẻ tuổi rất là thích cái việc mà tiện ích nội khu nó phong phú, nó đáp ứng được những cái tiêu chí về hiện đại cũng như là gì ạ, là cái tiêu chí ăn mặc đẹp cũng như ở những nơi sang trọng, là cái nơi mà chúng ta có thể phân biệt rõ nét giữa là chung cư đơn lẻ và khu đô thị hoàn chỉnh, là yếu tố mà nó hình thành nên những cái đẳng cấp khác nhau trong các dự án bất động sản. Và đây cũng là nó tiềm năng gia tăng cái tính thanh khoản cũng nó cao nếu mà nó đáp ứng được cái việc mà tiện ích nội khu cũng như là tiện ích xung quanh ở gần các trung tâm thương mại cũng như là những cái trục đường lớn, nó cũng quyết định cho cái việc mà tăng giá sau này khi mà chúng ta sở hữu. Về khả năng sinh lời thì đây là một cái loại hình đầu tư nó mới có một cái giá trị rất là đặc biệt mà chỉ riêng cái loại hình tài sản này có thôi, các loại hình đầu tư khác không có, thưa quý vị. Đó là bất động sản. Nếu mà nhà đầu tư mua bất động sản xong có thể cho thuê ngay hoặc là thực hiện các hình thức phát sinh lợi nhuận khác thì cái sản phẩm đầu tư có được là các dòng tiền và cái khả năng tạo ra lợi nhuận thụ động ổn định. Tức là sao ạ? Chúng ta mua xong là chúng ta cho thuê được liền, là chúng ta sản sinh lợi nhuận được liền, thì thu nhập nó có ngay, nó trở thành một nguồn thu nhập thụ động. Thì đây là một cái dòng mà chúng ta cần phải lưu ý về cái khả năng sinh lời của nó khi đầu tư bất động sản. Nói về nhu cầu thì chắc chắn luôn á, là không phải riêng về bản thân của Duy Thanh mà tất cả mọi người ai ai cũng mong muốn là chúng ta sở hữu một cái tài sản, đúng không ạ? Ai khi mà chúng ta đi làm chúng ta cũng mong muốn kiếm tiền để chúng ta đầu tư, chúng ta tiết kiệm, chúng ta sở hữu một miếng đất hoặc một ngôi nhà. Nó là nhu cầu mà không bao giờ chấm dứt và nó không bao giờ là đủ cho người dân của mình, quan trọng là có tiền hay không thôi. Sở hữu nhà đất là một nhu cầu thiết yếu và thường xuyên của con người luôn, quý vị. Các nhà đầu tư thì luôn được hưởng những giá trị kép, vừa giữ được tài sản không lo lạm phát, vừa tạo được cái lợi nhuận, vừa giải quyết được cái bài toán về chỗ ở và quan trọng hơn nữa là thừa kế, đúng không ạ? Không phải là việc mà chúng ta sở hữu bất động sản mà chúng ta còn thừa kế được cho thế hệ mai sau, và cái tài sản chúng ta nó tăng giá dài hạn trong cái khoảng thời gian mà chúng ta sở hữu nó nữa. Tính thưa quý vị, đó là tổng thể về những điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi đầu tư một cái bất động sản. Nhưng mà trước khi mà kết thúc phần chia sẻ của Thanh thì Thanh cũng muốn lưu ý đến tất cả quý vị là gì ạ? Hiện tại bây giờ dịch bệnh và xã hội cũng có rất là nhiều các kênh đầu tư để chúng ta có thể lựa chọn tùy theo khả năng tài chính của mỗi người, thì chúng ta có thể lựa chọn kênh đầu tư nào là phù hợp. Nếu mà chúng ta kỳ vọng vào những cái kênh có tỷ suất lợi nhuận cao thì chúng ta phải chấp nhận rủi ro. Nếu mà trường hợp chúng ta có ít tiền thôi thì có một lời khuyên dành cho tất cả các anh chị như sau. Nếu mà chúng ta có dưới 100 triệu, chúng ta chỉ an toàn, thích an toàn thì chúng ta nên gửi tiền tiết kiệm ngân hàng để đảm bảo được an toàn, đảm bảo được dòng tiền của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái dòng tiền đâu đó tầm một khoảng là dưới 500 triệu, dưới 500 triệu thì cái lời khuyên là nên đầu tư bất động sản. Đây là một kênh đầu tư lâu dài, chúng ta có thể sở hữu được nó và chúng ta có thể đảm bảo được cái biên độ lợi nhuận mang tính chất là vài năm sau là chúng ta đã có được lợi nhuận rồi. Và nếu mà trường hợp chúng ta có một cái khoản tài chính nhiều hơn là trên 500 triệu, 1, 2 tỷ gì đó, thì chúng ta nên chia nhỏ số tiền ra, được không ạ? Thì ông bà ta thường hay có câu là không nên bỏ hết tiền vào một giỏ. Ok,
thì hôm nay chúng ta hãy chia nhỏ số tiền này ra ở nhiều kênh. Ví dụ, theo quan điểm cá nhân của Thanh, đầu tư bất động sản 50%, đầu tư vào chứng khoán 20%, gửi tiền tiết kiệm 15%, đầu tư vào vàng 15%. Chúng ta chia điều của rủi ro ra, nhưng mà chúng ta tăng cái tỷ suất lợi nhuận lên để làm gì? Để đảm bảo được cái dòng tiền của chúng ta mang tính chất là gì? Cao nhưng mà nó an toàn, thưa quý vị. Đây là tổng thể về tất cả những cái gì mà anh muốn gửi gắm và chia sẻ đến tất cả các anh chị khách hàng, các anh chị đầu tư trong buổi sáng ngày nay. Rất là mong muốn rằng trong cái buổi chia sẻ này chúng ta sẽ nắm bắt được cũng như là tìm hiểu thêm về các thị trường thời điểm hiện tại để đưa ra cho mình cái lựa chọn sáng suốt trong cái giai đoạn dịch bệnh này. Và một lần nữa hy vọng và cũng cầu chúc cho tất cả quý anh chị hãy giữ gìn sức khỏe cũng như là đảm bảo an toàn cho nhân mình, gia đình của mình thật sự tốt nhất, để chúng ta có thể dịch ổn định lại, quay lại chúng ta hoạt động và đầu tư một cách hiệu quả nhất, được không ạ? Một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các quý khách hàng, quý nhà đầu tư đã lắng nghe phần chia sẻ của Thanh ạ. Chân thành cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Trần Duy Thanh rất là nhiều. Và từ nãy đến giờ thì Tuấn Anh cũng đã có lắng nghe phần chia sẻ của anh rất rất là kỹ và cũng đã hiểu được những cái ưu và nhược điểm của những kênh đầu tư hiện nay là như thế nào. Và đặc biệt Tuấn Anh rất rất là ấn tượng với kênh đầu tư đó chính là bất động sản. Nhưng mà Tuấn Anh cũng có một thắc mắc là theo chuyên gia Trần Duy Thanh thì khi nào chúng ta nên đầu tư vào bất động sản là tốt nhất ạ? Và lý do tại sao mà khách hàng nên mua bất động sản trong thời điểm này chứ không phải là những kênh đầu tư khác ạ? Ok, Thanh cảm ơn cái câu hỏi của MC Tuấn Anh. Thì để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cũng rất là đơn giản thôi. Tại cái thị trường hiện tại bây giờ chúng ta thấy được tình hình dịch bệnh nó đang diễn biến rất là phức tạp, đúng không ạ? Thì đây là cái cơ hội rất là lớn cho các nhà đầu tư của chúng ta. Nếu mà trường hợp chúng ta có dày dặn kinh nghiệm thì chúng ta có thể đầu tư vào những cái kênh khác. Ok, Thanh có thể là mình có nhiều cái kinh nghiệm hơn thì mình có thể đoán định được thị trường. Nhưng riêng một cái giai đoạn này chúng ta có ít kinh nghiệm thì nên lựa chọn cái đầu tư bất động sản là phù hợp. Và cái giai đoạn phù hợp nhất là cái giai đoạn nó có rủi ro và cái tiềm năng của nó chúng ta có thể đoán trước được. Thì dịch bệnh thì cái giá thành của nó sẽ thấp, và giá thành của nó thấp là cái thời điểm chúng ta mua vào rất là tốt. Và khi mà chúng ta chờ cái giá thành của nó có một chu kỳ giảm rồi sẽ tăng, bình ổn và tăng trở lại. Nhưng mà nếu mà chúng ta chờ đến thị trường ổn định trở lại, dịch bệnh được kiểm soát trở lại thì chúng ta mới đầu tư cho cái cảm giác an toàn nó đảm bảo, thì lúc đó giá cả nó đã khác rồi. Thưa quý vị, nên chúng ta hãy lưu ý điều này. Bởi vì trong cái giai đoạn này, chủ đầu tư và các nhà phát triển dự án đang có một cái gói kích cầu hỗ trợ cho các nhà đầu tư để chúng ta tăng thêm cái tỷ suất lợi nhuận cho mình. Nên đầu tư trong giai đoạn này là thích hợp. Tùy theo, đó là quan điểm cá nhân của bản thân Thanh thôi. Rồi, mến chúc quý đầu tư có một cái sự lựa chọn đúng đắn cho mình trong giai đoạn này. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Trần Duy Thanh rất là nhiều. Như tất cả chúng ta cũng được biết là thì đầu tư thì luôn luôn đi kèm với lại rủi ro, đúng không ạ? Vậy thì khi muốn tìm hiểu để đầu tư bất động sản một cách an toàn cho dòng tiền của mình thì cần tránh những điểm gì? Thì không biết là chuyên gia có thể cho quý khán giả cũng như là Tuấn Anh một vài lời khuyên được không ạ? Ok, cảm ơn Tuấn Anh. Với câu hỏi này thì như Thanh đã trình bày ở cái phần chia sẻ vừa nãy á, thì để đầu tư vào bất động sản chúng ta chỉ cần lưu ý một vài cái đặc điểm để chúng ta có thể đảm bảo được tỷ suất an toàn còn cũng như là lợi nhuận cho mình. Đó là gì ạ? Yếu tố đầu tiên phải quan tâm đấy là pháp lý. Pháp lý nó phải chuẩn, nó phải đúng, nó phải đảm bảo đúng với pháp luật để chúng ta có thể sở hữu của nó, để đảm bảo được tính thanh khoản sau này. Và yếu tố tiếp theo đó là chủ đầu tư phải uy tín và có tiềm lực về tài chính để đảm bảo cho cái lộ trình, cái tiến độ xây dựng công trình của mình, để cái chất lượng công trình của mình được đảm bảo. Và sau nữa là cái gì ạ? Cái tiện ích, cái vị trí, đó là những cái yếu tố nó quyết định tới cái việc mà tổng thể bất động sản nó hài hòa mà nó lâu dài và cái tỷ suất lợi nhuận chúng ta cao. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Bởi vì đầu tư bất động sản nó có một công thức sẵn rồi, và chúng ta đi theo và chúng ta học hỏi và chúng ta mạnh dạn chúng ta đầu tư dựa trên những cái cơ bản này là chúng ta đã chiếm được gần 80% tỷ lệ thắng rồi. Thì một lần nữa cảm ơn câu hỏi này ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Trần Duy Thanh rất là nhiều. Thưa quý vị, từ nãy đến bây giờ thì chúng ta cũng đã được lĩnh hội những kiến thức rất là hữu ích về đầu tư của chuyên gia Trần Duy Thanh cũng đã chia sẻ với tất cả quý vị. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh. Và để tiếp tục chương trình thì Tuấn Anh xin được mời tất cả quý khách hàng, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần quay số may mắn. Và trong vòng một phút, quý vị hãy cùng comment một con số yêu thích. Tuấn Anh xin nhắc lại là chúng ta chỉ bình luận một con số yêu thích thôi. Quý vị hãy bình luận một con số yêu thích
từ 1 đến 50 mà mình lựa chọn ngẫu nhiên và màn hình sẽ bắt đầu quay và lựa chọn ra một vị khách hàng may mắn nhất trong sự kiện ngày hôm nay. Quý vị nào mà chúng ta comment nhanh nhất và duy nhất một con số thì sẽ có cơ hội nhận được những phần quà. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị đến với phần quay số đầu tiên, đó chính là quay 3 lần đầu tiên, đó chính là sẽ chọn ra hai vị khách hàng nhận được mã thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 đồng và một vị khách hàng nhận được mã thẻ cào điện thoại trị giá 300.000 đồng, thưa quý vị. Và Tuấn Anh xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta chỉ bình luận một lần duy nhất, một con số duy nhất thôi. Nếu như mà quý vị bình luận nhiều con số thì được xem là không hợp lệ, quý vị nhé. Rồi, không biết quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Và bây giờ chúng tôi xin được mời, thời gian 60 giây bắt đầu. Mời thưa quý vị, và hiện tại chúng tôi đang thấy những con số đang lên xuất hiện trên màn hình rồi. Thưa quý vị, vâng, thưa quý vị, thời gian 60 giây của chúng ta đã kết thúc rồi, và bây giờ chúng tôi xin được mời bộ phận kỹ thuật. Chúng ta hãy hỗ trợ ban tổ chức. Và bây giờ chúng tôi sẽ được mời ban tổ chức hãy tiến hành quay số ạ. Giải thưởng đầu tiên đó chính là mã thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 đồng. Số bao nhiêu ạ? Số 48 sẽ được chúc mừng khách hàng. Số 48, khách hàng Trâm Nguyễn đã rất là may mắn nhận được mã thẻ cào điện thoại 200.000 đồng đầu tiên. Sẽ được chúc mừng. Và bây giờ chúng tôi sẽ được mời bộ phận kỹ thuật tiến hành quay số lần thứ 2. Xin mời. Không biết là con số nào sẽ xuất hiện và tương ứng với vị khách hàng nào sẽ nhận được mã thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 đồng tiếp theo đây ạ. Rất là nóng lòng muốn chờ, muốn biết đúng không ạ? Vâng, số bao nhiêu ạ? Số 21. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng 21. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng Thanh Tuấn Huỳnh ạ. Đã rất là may mắn nhận được mã thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 đồng. Và tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra vị chủ nhân của mã thẻ cào điện thoại trị giá 300.000 đồng. Xin được mời bộ phận kỹ thuật tiến hành quay số. Vâng, không biết là sau số 21 này thì ai sẽ là chủ nhân của mã thẻ cào điện thoại trị giá 300.000 đồng đây ạ. Vâng, xin được chúc mừng số 23. Và số 23 tương ứng với khách hàng Nguyễn Thị Ba. Xin được chúc mừng ạ. Thưa quý vị, vậy là đợt quay số đầu tiên này của chúng ta đã khép lại rồi. Và quý vị thân mến, xin được mời ba vị khách hàng đã rất là may mắn trong sáng ngày hôm nay. Khách hàng đầu tiên là khách hàng Trâm Nguyễn. Khách hàng thứ hai là khách hàng Thanh Tuấn Huỳnh đã sở hữu mã thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 đồng. Và khách hàng thứ ba là khách hàng Nguyễn Thị Ba đã sở hữu mã thẻ cào điện thoại trị giá 300.000 đồng. Và xin được mời những vị khách hàng có tên vừa rồi, các anh chị hãy giúp ban tổ chức là bình luận ba số cuối điện thoại của mình ngay trong live stream này đi ạ. Các anh chị hãy lưu ý một lần nữa là hãy bình luận ba số cuối điện thoại ạ. Xin được mời khách hàng
Trâm Nguyễn, khách hàng Thanh Tuấn Huỳnh và khách hàng Nguyễn Thị Ba hãy bình luận 3 số điện thoại của mình ngay trong livestream này đi ạ. Và sau đó hãy dùng số điện thoại đó nhắn tin qua Zalo cho ban tổ chức qua số điện thoại 0986236784 mà chúng tôi đã có bình luận cũng như là có thể hiện ở trong bài viết này ạ. Chúng tôi có ghi bình luận số điện thoại mà các anh chị có thể liên hệ ạ. Xin nhắc lại một lần nữa, xin được mời khách hàng Trâm Nguyễn, khách hàng Thanh Tuấn Huỳnh và khách hàng Nguyễn Thị Ba hãy bình luận 3 số cuối điện thoại ngay trong livestream này và sau đấy dùng dùng Zalo có 3 số điện thoại đấy để liên hệ với ban tổ chức qua tin nhắn Zalo với số điện thoại của chị Hồng Ly là 0986236784 trong các phần bình luận mà chúng tôi có ghi bình luận rồi ạ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những thông tin của một cái kênh đầu tư, đó chính là kênh đầu tư bất động sản. Thưa quý vị, khi nói về đầu tư thì chúng ta hoàn toàn phải quan tâm đến vấn đề về lợi nhuận và doanh thu, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ đầu tư bất động sản chúng ta cũng áp dụng cái công thức như vậy. Chúng ta hãy tìm kiếm một cái kênh đầu tư nào, một cái sản phẩm bất động sản nào mà có được cái mức gia tăng lợi nhuận cao cũng như là có được cái mức chi phí thấp. Thì khi đấy thì cái tiềm năng sinh lợi của chúng ta mới cao. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả quý vị một dự án bất động sản có giá rất là tốt và tiềm năng tăng cao. Đó chính là dự án Parkview Apartment. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ đưa mời quý vị hãy cùng theo dõi một số video clip về dự án Parkview Apartment. Xin mời. Sở hữu vị trí đắc địa, tọa lạc tại khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án Parkview Apartment đối diện hai mặt tiền đường được bao bọc bởi khu dân cư yên tĩnh cùng công viên cây xanh rộng lớn. Với hệ thống giao thông thuận tiện để di chuyển đến Parkview Apartment, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển từ 3 tuyến đường huyết mạch. Tuyến số 1, từ quốc lộ 13, đường Bùi Hữu Nghĩa đến Parkview Apartment. Tuyến số 2, từ khu công nghiệp V-Ship 1, Hữu Nghị, Nguyễn Du đến dự án Parkview Apartment. Tuyến số 3, từ khu dân cư Đồng An, Ngô Chí Quốc, DT743B, Nguyễn Du đến dự án Parkview Apartment. Hiện tại, tuyến đường DT743 đang được mở rộng và trong tương lai sẽ có cầu vượt ngã tư 550. Từ Parkview Apartment, cộng đồng cư dân có thể nhanh chóng liên kết giao thương với đặc khu kinh tế trọng điểm vùng Đông Nam Bộ. Quốc lộ 13 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương, kết nối Thuận An với thành phố Thủ Đức, sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Trục đường DT743 đi qua Thuận An giúp liên kết thành phố Dĩ An và thị xã Tân Uyên. Trục đường DT743B giúp di chuyển từ Thuận An về thành phố Biên Hòa, khu công nghiệp Amata, trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai. Parkview Apartment là trung tâm kết nối các khu vực vệ tinh. Từ Parkview Apartment, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển đến các tiện ích cao cấp trong khu vực. 2 phút đến chợ Bình Đán, 5 phút để đến Vincom Dĩ An, Elmont Bình Dương, sân golf Sông Bé. 10 phút để di chuyển đến Lotte Mart Bình Dương, bệnh viện quốc tế BKMAX. 15 phút đến thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Hạnh Phúc, Big C Dĩ An, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Và 20 phút đến Mega Market Bình Dương, tuyến metro số 1, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 30 phút để di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố. Dự án Parkview Apartment được quy hoạch bài bản trong một tổng thể kiến trúc xanh hoàn hảo. Chủ đầu tư tận dụng tối đa những lợi thế cảnh quan thiên nhiên xung quanh, kết hợp với vị trí đắc địa cùng hệ thống tiện ích bao quanh đa dạng. Cộng đồng cư dân tại Parkview Apartment có thể an tâm sinh sống và làm việc trong môi trường hiện đại, an lành. Đây sẽ là sự lựa chọn hàng đầu dành cho khách hàng tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời, cũng như khách hàng có nhu cầu ở thực. Parkview Apartment, nhà là nơi để về. Thưa quý vị, vậy là chúng ta vừa mới được theo dõi đoạn video clip chia sẻ về liên kết vùng cũng như là các tuyến đường đi đến dự án Parkview Apartment. Và tiếp theo đây, để quý vị có được cái nhìn trực quan và có được những trải nghiệm thực tế hơn nữa, chúng tôi sẽ được mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau tham quan dự án Parkview Apartment thông qua không gian thực tế ảo sau đây. Xin mời. Xin được cảm ơn quý vị đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Tôi xin phép được đại diện cho Unihome giới thiệu tới tất cả quý vị hình ảnh của dự án Parkview Apartment tại Bình Dương. Bằng công nghệ thực tế ảo 360, cho quý khách hàng vẫn sẽ trải nghiệm được không gian dự án một cách chi tiết và dễ dàng.
nhưng mà chúng ta không cần phải đi đâu xa cả thưa quý vị. Đây chính là dự án Parkview Apartment. Để đi vào bên trong dự án thì anh chị có thể di chuyển theo những tuyến đường sau. Tuyến thứ nhất, chúng ta chạy dọc theo tuyến quốc lộ 13 qua đường Hữu Nghị ngay cổng khu công nghiệp V-Ship 1 và rẽ vào bên trong dự án. Tuyến thứ hai, chúng ta có thể di chuyển từ DT743, DT743B, đường Nguyễn Du đến với dự án Parkview Apartment. Những tuyến đường trong khu dân cư thì luôn luôn yên tĩnh, lượng xe lưu thông thì không là quá là đông đâu thưa quý vị, nên là chúng ta có thể tránh được cái tình trạng kẹt xe. Cùng với hệ thống cây xanh khá nhiều nên là bầu không khí ở đây khá là thông thoáng và thuận tiện cho việc di chuyển. Dự án Parkview Apartment có hai tòa tháp cao 23 tầng, kết hợp với công viên tiện ích và hệ thống cây xanh tươi mát. Thực tế thì anh chị có thể thấy là dự án tọa lạc ngay khu trung tâm của thành phố, bao quanh dự án là những khu dân cư đông đúc. Chính vì vậy mà Parkview Apartment của chúng ta là một dự án hiếm hoi, được mảng xanh rất là lớn, rất tốt cho môi trường và sức khỏe. Một thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó chính là sắp tới khu đất trống bên này sẽ được quy hoạch thành khu trung tâm hành chính Thuận An với cụm khu cây xanh, trường học, bệnh viện đa khoa Thuận An. Và đặc biệt là trung tâm hành chính mới của Thuận An cũng sẽ được hình thành tại đây. Do đó những gì tốt đẹp và hạ tầng về an ninh của Thuận An sẽ đều được tập trung về đây. Chúng ta ở Parkview Apartment với vị trí đối diện nên có thể thừa hưởng luôn tất cả những cái loạt tiện ích này vì nó nằm ngay đối diện của dự án, rất là thuận tiện. Ngoài ra thì ngay kế bên dự án và liền kề với khu công nghiệp công nghệ cao V-Ship 1 thuộc top đầu cả nước phía trên này. Ở hướng ngược lại từ dự án, anh chị có thể nhìn thấy Landmark 81, trung tâm của Sài Gòn. Một lợi thế rất là nổi bật của Parkview Apartment là được bao quanh bởi hệ thống tiện ích rất là hoàn thiện và có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của chúng ta khi mà sinh sống tại đây. Như anh chị có thể thấy ngay trên màn hình thì ngay dưới chân dự án đó chính là chợ Bình Đán, phục vụ cho việc đi chợ, mua sắm sinh hoạt hàng ngày của chúng ta rất là tiện lợi và nhanh chóng. Và cách đó tầm khoảng 5 đến 10 phút đi xe là chúng ta có thể đến với trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An, Lotte Mart Bình Dương, Bệnh viện Quốc tế Becamex và Elmont Bình Dương, Mega Market Bình Dương. Rất là đầy đủ các tiện ích và tiện nghi, chúng ta có thể thỏa sức mua sắm, vui chơi và giải trí trong dịp cuối tuần. Quay lại với Parkview Apartment thì hiện nay dự án đã xây đến tầng 20 trên tổng số là 23 tầng. Tiến độ xây dựng rất là ổn định nên khách hàng có thể yên tâm về tiến độ dự án, có thể nhận nhà như dự kiến vào quý 2 năm 2022. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tham quan cận cảnh công viên tiện ích nha. Từ góc nhìn cư dân, chúng ta có thể thấy hai tòa tháp rất đẹp ở trên. Dự án có công viên rộng 3.000m² với rất là nhiều những tiện ích vượt trội. Ở đây chúng ta có là sân cầu lông, sân tập thể dục và đường chạy bộ để cư dân có nơi vận động, rèn luyện sức khỏe. Dự án cũng có sân chơi dành riêng cho trẻ em. Điều này rất là tốt khi mà các bé nhà mình có thể tự do chạy nhảy. Anh chị có con nhỏ cũng hoàn toàn yên tâm để con em nhà mình chơi trong những khu vực này mà chúng ta không cần để con em sử dụng tiếp cận với quá nhiều với lại những thiết bị điện tử, đúng không ạ? Ngoài ra vào dịp cuối tuần, ở Parkview Apartment còn có khu tiệc nướng để gia đình chúng ta có thể tổ chức những buổi tiệc nhỏ ngoài trời, không gian rất là thoáng. Bởi vì được bao quanh bởi nhiều cây xanh rất là tiện lợi, giống như là chúng ta đi dã ngoại nhưng mà không cần phải dùng xe đi quá là xa, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì cũng có cả nhà sinh hoạt cộng đồng để cư dân có thể có không gian để trao đổi công việc hoặc đọc sách, thích hợp với những ai yêu chuộng những cái không gian yên tĩnh. Thưa quý vị, trong giai đoạn dịch bệnh như thế này thì thấu hiểu những cái mong muốn của khách hàng, Unihomes đã rất là nhanh chóng triển khai công nghệ không gian thực tế ảo 360 trong việc xem căn hộ mẫu. Để ngày hôm nay, quý khách hàng vẫn có thể có được những cái trải nghiệm thực tế về nội thất bên trong một cách chi tiết và dễ dàng. Căn hộ đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là căn hộ điển hình 2 phòng ngủ với diện tích tiêm tường là 68,88m², diện tích thông thủy là 65,39m². Căn hộ mẫu 2 phòng ngủ này phù hợp cho gia đình từ 3 đến 4 người và được định hình theo phong cách thiết kế rất là hiện đại, lấy sự đơn giản, tinh tế làm chủ đạo xuyên suốt trong quá trình thiết kế. Về tông màu chủ đạo đó chính là tông xanh ô liu, đang là tông màu được ưa chuộng nhất trong thời điểm hiện tại vì nó vừa giúp làm dịu không gian, vừa đem lại cảm giác thư thái, bình yên và tươi mới, đồng thời vẫn đem lại sự sang trọng nhất định cho căn hộ. Và ngay khi chúng ta mở cửa chính thì anh chị sẽ thấy nó được kết nối thẳng ra phía bên ngoài loggia, tạo nên một không gian thông thoáng giúp nắng và gió có thể tràn vào bên trong căn nhà của mình, tạo sự thoáng mát cho cả căn hộ. Khu vực phòng khách đang được bố trí một bộ ghế sofa màu xám, một ghế đôn nhỏ khác tông màu làm điểm nhấn, cùng với bàn trà với thiết kế rất là độc đáo và mới lạ.
Đối diện với sofa là khu vực đặt kệ tivi được ốp tấm vách gỗ màu xanh ô liu, thêm một điểm nhấn khéo léo từ tông màu gỗ sáng kết hợp với ánh sáng tự nhiên hắt vào. Hệ rèm vải hai lớp có cấu tạo một lớp vải cản sáng, một lớp vải vang mỏng có tác dụng cho ánh sáng xuyên qua và lấy ánh sáng một cách dịu nhẹ nhưng mà vẫn đảm bảo được yếu tố che chắn tầm nhìn, đảm bảo cho sự riêng tư nhất định. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là phong cách thiết kế hiện đại tập trung chủ yếu vào công năng, tránh trang trí quá cầu kỳ không phù hợp với dạng căn hộ diện tích như thế này. Đơn giản nhưng mà không đơn điệu, đúng không ạ? Thay vào đó, mỗi chi tiết nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, giúp cho căn nhà trở nên tinh tế hơn. Như là chi tiết cây trang trí cạnh ghế sofa chính là cây ô liu, phù hợp với tông màu chủ đạo của căn nhà là màu xanh ô liu. Hay như là kệ sách được đặt cạnh bàn trà, giúp gia chủ tiện lợi hơn khi mà mỗi sáng chúng ta có thể vừa nhâm nhi một ly cà phê, vừa đọc một cuốn sách hay, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Cũng như là sự chỉnh chu khi lựa chọn phương án lắp rèm âm trần thạch cao, tạo ra mỹ quan đẹp hơn cho căn nhà. Phòng khách và khu vực ăn uống được thiết kế liên thông với nhau, tạo thuận tiện cho việc sinh hoạt của cả gia đình hàng ngày, và mọi người có thể trao đổi, nói chuyện cùng nhau khi mà đang chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình. Cùng với đó thì việc kết hợp tấm lam gỗ áp tường trang trí là vách lưng ghế ăn đã nới rộng hơn diện tích sinh hoạt chung cho cả gia đình. Hệ thống đèn thì thả ánh sáng dịu nhẹ, tạo điểm nhấn và ấm áp cho khu vực bàn ăn. Sự tiếp nối nhẹ nhàng của một bảng màu trải đều khắp căn hộ làm cho từng không gian trở nên được kết hợp hài hòa với những không gian khác. Điển hình như là bức tường sơn nhấn màu ô liu tại khu vực kệ sách trang trí kết hợp với bàn học. Hay như khu vực bếp dù nằm riêng biệt nhưng mà vẫn không bị tách biệt ra khỏi cái concept tổng thể nhờ vào bức tường sơn hiệu ứng nối liền với vách tivi. Hệ bếp chữ Y đơn giản, nhiều ngăn tủ bếp nên tiết kiệm được diện tích nhưng mà vẫn đủ công năng. Khu vực bếp được đặt ngay cạnh cửa ra vào sân phơi sẽ tạo nên không khí thoáng đãng, sạch sẽ hơn cho gian bếp. Cạnh khu vực kệ sách là cửa vào phòng ngủ master. Phòng ngủ master được bố trí giường lớn, ngay đầu giường là tranh treo tường. Ngoài mục đích là một vật trang trí thì đây còn tạo ra một nguồn sinh khí tốt lành vào mỗi buổi sáng thức dậy, thật là tràn đầy năng lượng. Tại bàn làm việc nhìn như vậy nhưng mà ẩn chứa một điều thú vị là nếu như mà chúng ta dùng tay lật mặt bàn lên sẽ là một gương soi trang điểm, một sự kết hợp độc đáo giúp tiết kiệm diện tích cho căn nhà, đúng không ạ? Cuối cùng là toilet riêng trong phòng được đặt sát vào cửa ra vào. Trở lại khu vực phòng khách, chúng tôi sẽ tiếp tục dẫn quý vị sang tham quan khu vực phòng ngủ nhỏ. Nếu như phòng ngủ master có thiết kế sang trọng, ấm cúng thì phòng ngủ nhỏ mang hơi hướng tinh giản hơn, tươi sáng hơn, sẽ khiến không gian trở nên thông thoáng và rộng rãi. Hoặc đối với gia đình có các bé nhỏ thì Unihomes cũng sẽ gợi ý một mẫu thiết kế phòng ngủ dành cho các bé. Phòng ngủ vẫn giữ được tông màu xanh ô liu chủ đạo nhưng sẽ được vẽ trang trí những họa tiết vô cùng đáng yêu, giúp cho con em nhà mình có thể yêu thêm căn phòng và từ đó là có thể chăm chút căn phòng của mình hơn mỗi ngày. Tiếp đến là căn hộ điển hình 2 phòng ngủ với diện tích tiêm tường là 59,36m², diện tích thông thủy là 56,11m². Nếu như mà quý vị mong muốn một căn hộ nhỏ thêm phần sinh động nhờ sự kết hợp màu sắc thì phong cách color block như mẫu thiết kế dưới đây sẽ là một gợi ý rất là đáng tham khảo ạ. Cách bố trí căn 2 phòng ngủ này hơi khác so với căn 2 phòng ngủ lúc nãy chúng ta vừa mới xem. Cánh cửa mở ra sẽ tới ngay phòng khách với bộ ghế sofa, bàn trà cùng với kệ tivi. Thiết kế căn hộ theo dạng mở như thế này thì được áp dụng cho những căn hộ nhỏ, đặc biệt là thiết kế mở giữa không gian phòng khách và phòng bếp. Chỉ cần những chậu cây xếp sát vào nhau như thế này thì vừa thêm được mảng xanh tươi mát cho căn hộ nè, vừa có thể tạo ra sự phân chia nhỏ giữa khu vực phòng khách và khu vực ăn uống, giúp không gian trở nên rộng rãi và thoáng mát hơn. Từ đó có thể tạo nên một bộ không khí sinh hoạt rất là dễ chịu cho cả gia đình. Vừa mới nhìn thì căn hộ nhỏ này có phần kết hợp màu sắc một cách ngẫu hứng. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn kỹ thì quý vị sẽ có thể cảm nhận được một bản giao tấu màu sắc vô cùng hài hòa quý vị nhé. Ở đây thì các kiến trúc sư đã áp dụng phương pháp kết hợp màu đối lập giữa hai mảng khối trên cùng một bức tường và trên đồ nội thất để tạo ra một bức tranh đầy cảm hứng dành riêng cho gia chủ. Còn góc bếp với hệ bếp hình chữ Y, nhiều ngăn tủ bếp. Lợi thế của layout bếp này là vừa nằm ngay cạnh khu vực ăn uống, vừa cạnh cửa lớn, đủ để mọi người có thể tận hưởng được không gian thoáng đãng nhưng mà vẫn kết nối các thành viên trong gia đình khi mà chúng ta nấu nướng.
không gian rộng thoáng giúp chị em phụ nữ có thể thoải mái hơn trong việc nấu ăn và giúp tinh thần cũng có thể là tốt hơn mỗi ngày nữa. Khu vực tường lớn giữa hai phòng ngủ là một kệ sách mở tạo không gian nghệ thuật cho cả một căn hộ của mình. Thiết kế được trang trí bằng những cành cọ cắm trong lọ thủy tinh và những chậu cây xanh mini xen kẽ. Phía bên phải kệ sách là cửa vào phòng ngủ master. Phòng ngủ thì luôn cần sự chăm chút tỉ mỉ vì đây là nơi để mọi người có thể nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Màu sắc trong phòng ngủ cũng có thể tác động đến tâm trạng và cảm xúc của gia chủ nữa. Lựa chọn phòng ngủ với tông màu xanh chủ đạo sẽ tạo hiệu ứng nhẹ nhàng, dễ chịu và đặc biệt là giúp quý vị có thể trở về trạng thái cân bằng sau một ngày dài. Sự kết hợp giữa tông xanh và đồ nội thất màu trắng như vách đầu giường, tủ quần áo âm tường và dãy kệ kết hợp với bàn trang điểm treo tường sẽ tạo nên một không gian trang nhã, tươi trẻ, hơn nữa còn tiết kiệm diện tích một cách tối đa. Và đừng quên một vài món đồ trang trí để có thể giúp căn phòng của mình thêm phần sống động hơn quý vị nhé. Còn với phòng ngủ nhỏ như thế này thì Unihome cũng sẽ chuẩn bị sẵn hai mẫu thiết kế. Mẫu thứ nhất là mẫu thiết kế tông màu trắng xanh với màu trắng chiếm đa số để tạo cảm giác rộng rãi hơn cho căn phòng này. Mẫu thứ hai là thiết kế phòng ngủ trẻ em với những họa tiết và vật dụng đáng yêu, xinh xắn. Với diện tích nhỏ nhắn như thế này thì giường kéo cũng là một gợi ý rất là đáng để tham khảo. Giường ngủ loại này thì có thể kéo ra lúc ngủ và thu gọn vào khi mà các bé thức dậy. Không chỉ một mà cả hai bé có thể ở chung trong một phòng. Thật sự thì tôi thấy đây là một cái ý tưởng thiết kế rất là độc đáo. Như vậy là chúng ta đã cùng tham quan một vòng quanh dự án. Và hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi đã giúp anh chị có được cái nhìn trực quan hơn về dự án Parkview Apartment. Và sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại chương trình quý vị nhé. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã có một cái nhìn từ tổng quan cho đến chi tiết về dự án Parkview Apartment đúng không ạ? Và để tiếp tục chương trình thì Tuấn Anh sẽ được mời một nhân vật tiếp theo sẽ chia sẻ với tất cả quý vị những thông tin còn thú vị hơn nữa về Parkview Apartment. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ được mời ông Huỳnh Minh Sáng, đại diện khối kinh doanh của công ty cổ phần bất động sản Unihome để chia sẻ thêm về thông tin dự án Parkview Apartment, một dự án với mức giá cực kỳ hấp dẫn tại thị trường Bình Dương hiện nay cùng với một phương thức thanh toán rất là linh hoạt và hấp dẫn dành cho quý khách hàng. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Xin cảm ơn MC Tuấn Anh và ekip hỗ trợ chương trình. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến quý khách hàng cùng ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên của công ty cổ phần bất động sản Unihome đang theo dõi chương trình bí quyết đầu tư bảo toàn dòng tiền trong mùa dịch trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì tôi xin giới thiệu, tôi tên là Huỳnh Minh Sáng, đại diện khối kinh doanh của công ty Unihome sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý anh chị khách hàng để chia sẻ những cái thông tin hữu ích về dự án Parkview, cũng như tôi sẽ giải đáp những cái câu hỏi thắc mắc của quý anh chị về dự án hoặc là những cái chính sách dành cho khách hàng để anh chị có thể yên tâm trong việc đưa ra những cái quyết định chọn dự án Parkview là nơi đầu tư an cư an toàn và hiệu quả trong mùa dịch này. Kính thưa quý anh chị, thì sau những cái chia sẻ của chuyên gia bất động sản anh Duy Thanh về cái nhìn tổng quan về thị trường cũng như là những cái bí quyết đầu tư cũng như là kinh nghiệm đầu tư của bản thân anh và ekip phòng marketing đã vừa trình bày tổng quan và chi tiết về dự án Parkview, về vị trí dự án cũng như là mặt bằng tổng thể, thì bây giờ tôi xin được chia sẻ về mặt bằng tầng chi tiết của căn hộ Parkview ở Bắc Mình, có các loại diện tích điển hình và tôi xin lướt nhanh là tôi sẽ review một số căn điển hình trên cái mặt bằng tầng này. Như anh chị đã thấy trên màn hình, đây là mặt bằng tổng quan của dự án Parkview ở Bắc Mình. Thì về mặt bằng chi tiết, trên mặt bằng tầng của Parkview thì số lượng căn hộ là khoảng 20 căn trên mặt bằng tầng, bao gồm 7 thang máy, 7 thang máy và 3 thang bộ, 2 thang bộ. Thì có các loại diện tích từ 52 đến
83 m², 2 đến 3 phòng ngủ. Thì trên mặt bằng, trên hình, trên màn trình chiếu thì đó là căn hộ 3 phòng ngủ 83 m². Thì kính thưa quý anh chị, khi mà mình quyết định mình đầu tư thì những cái yếu tố mà để giúp anh chị đầu tư hiệu quả và an toàn á, nó bao gồm những yếu tố vĩ mô và vi mô. Đầu tiên thì tôi chia sẻ về cái những yếu tố bên ngoài là vĩ mô về thị trường, bổ sung thêm về các ý của anh Duy Thanh vừa chia sẻ. Có nghĩa là khi mình quyết định mình mua một dự án thì đầu tư mình quan tâm đến vấn đề gì? Đầu tư cái cốt lõi đó chính là lợi nhuận. Thì lợi nhuận ở đây á, nó bao gồm yếu tố là cái dự án của mình nó có thanh khoản hay không, và cái xu hướng đầu tư của căn hộ nó nằm ở phân khúc nào trong cái thời gian cụ thể nào đó trên thị trường. Thì những yếu tố bên ngoài nó bao gồm là cái lợi thế của Parkview Apartment của chúng ta, đó chính là ở trên thị trường hiện tại á, là cái giá căn hộ mà dưới 25 triệu hầu như là không còn. Hầu như là không còn. Và chính vì cái điều này á, nó tạo nên cái tính khan hiếm của dự án. Và cái phân khúc của Parkview Apartment dưới 25 triệu là phân khúc giá rất là tốt. Là giá này sẽ trực tiếp tiệm cận với khách hàng có nhu cầu mua ở thật. Thì chính về cái nhu cầu mua ở thật này á, thì khi mà anh chị mua, anh chị đầu tư, thì cái vấn đề mà người ta ở thật, cái người mua ở sau cùng á, người ta sẽ hình thành cái cộng đồng cư dân. Đó. Chính vì cái điều này cũng góp phần cái yếu tố là dự án nó sẽ có cái tính thanh khoản, là giá rẻ, dễ mua, dễ bán. Thì ngoài ra cái yếu tố thứ hai đó chính là cái thị trường bên ngoài hầu như là đi theo cái phân khúc hạng B hoặc là hạng A. Hiếm có chủ đầu tư đi theo phân khúc hạng C để cung cấp cái sản phẩm này ra thị trường. Thì chính về điều này nó tạo nên cái tính khan hiếm và thanh khoản. Còn đối với thị trường bên trong, có nghĩa là đối với bản chất của cái dự án Parkview này, thì phần trình bày của tôi là giúp anh chị đưa ra những cái quyết định chọn căn như thế nào để hiệu quả nhất, để tối ưu nhất trong cái quyết định đầu tư của mình. Thì tôi có ba cái vấn đề, ba cái vấn đề then chốt để khi mà anh chị xuống tiền hoặc là anh chị chọn được cái căn hộ cho mình. Cái điều đầu tiên là mình quan tâm về giá cả. Giá ở đây á, là anh chị sẽ quan tâm về hai khía cạnh, đó chính là căn nào giá nó rẻ nhất và căn nào giá nó cao nhất và căn nào giá là trung bình trên cái mặt bằng tầng này. Như là tôi chia sẻ cái màn hình phía trên. Cái vấn đề thứ hai đó chính là cái tỷ lệ phân bổ căn hộ trên mặt bằng tầng đó, để mình tìm những cái khi gọi là tìm những cái căn mà có tính gọi là khan hiếm. Thì khi mà mình mua đầu tư thì mình sẽ ít cạnh tranh với những cái nhà đầu tư cá nhân khác. Ví dụ như trên mặt bằng tầng là căn số 15, là căn một căn diện tích 3 phòng ngủ duy nhất trên mặt bằng tầng 20 căn. Có nghĩa là khi anh chị mua Parkview cái độ cao là 23 tầng, thì cái căn 3 phòng ngủ này chỉ có 23 căn trên block A thôi. Có nghĩa là tổng quan về cái tổng số lượng căn hộ của Parkview là 440 sản phẩm. Thì anh chị chọn lựa những cái căn khan hiếm này thì anh chị mua, anh chị mới có cái sức cạnh tranh với những cái chủ đầu tư khác, với những nhà đầu tư cá nhân khác. Điều thứ hai đó chính là gì? Đó chính là điều thứ ba, đó chính là vị trí của căn hộ. Tôi cũng xin chia sẻ bí quyết để anh chị chọn căn nó tối ưu. Là thứ nhất, anh chị quan tâm về cái vấn đề là anh chị chọn lựa cái vị trí nó là căn gốc hay là căn thường. Nằm căn gốc hay căn thường. Căn gốc thì dĩ nhiên là nó có cái vị trí đẹp rồi. Tại vì nó là căn gốc thì cái view của nó có thể là một view là hướng ban công, một view là hướng cửa sổ, nó đón gió và đón ánh sáng tốt hơn, nhiều hơn. Mình ở cái căn hộ nó cũng thoáng mát hơn, và ở bên trong nội tại của cái dự án á, thì cái hành lang và cái thiết kế tổng quan về cái khí động học của chủ đầu tư á, là về cái cấu trúc xây dựng á, thì những cái căn góc thường thường là những cái căn mà được hưởng những cái luồng gió, luồng khí gió rất là nhiều. Đó. Đây,
đó. Khí động học thì bao gồm là hướng gió, là anh chị sẽ đón cái hướng gió và ánh sáng từ ban công này, từ phòng ngủ, và hai phòng ngủ của mình nó có hai cái cửa sổ và một cái đường đón gió thứ ba nữa. Đó chính là đây, anh chị thấy ở trên mặt có bằng tầng này đó, cái hành lang và những cái góc nhọn ở bên trong này là những cái khe đón gió. Và anh chị có để ý rằng những cái khe đón gió này hầu như là gió tập trung vào những cái căn góc, những cái căn mà cuối hành lang đó. Thì khi mà mình ở căn hộ á, thì mình đã ở cao rồi, nó có gió, nó mát rồi, thì mình nên lựa chọn những căn mà vị trí như vậy đó, để mình có được cái sự thoải mái và không gian sống của mình nó chất lượng hơn. Và cái điều thứ hai nữa là những cái căn này, vị trí mình chọn như thế nào, đó chính là cái căn, cái hướng nó nằm mặt trong hay là mặt ngoài đó. Cái thứ ba đó chính là cái căn nó có rơi vào hướng Tây hay không, hay là các hướng là Đông Nam Bắc khác. Thì thông thường thì hướng Tây thì nó sẽ có nắng chiều, và những cái căn mà hướng Đông Nam Bắc á, thì nó có hướng gió nhiều hơn, nó mát mẻ hơn đó. Và cái điều thứ tư đó chính là hướng view. Hướng view ở đây có nghĩa là cái căn anh chị lựa chọn nó là mặt ngoài hay là nó mặt trong. Nếu là mặt trong thì nó sẽ nhìn vào cái nóc tòa nhà đối diện, hay là nó là mặt ngoài và nó không có cái tòa nhà hay là cái công trình cao tầng nào bên ngoài để che chắn. Đó, cái điều thứ năm đó chính là số tầng. Đó, cái số tầng của anh chị nó có rơi vào cái tầng tầng phong thủy hay không. Ví dụ như là tầng tầng số 13, tầng số 14, tầng 7, đó là những cái tầng mà trong phong thủy của người Trung Quốc đó. Hoặc là những cái anh chị nào mà quan tâm đến phong thủy thì có những cái sự đắn đo suy nghĩ về những cái mặt bằng hay là những cái tầng này, thì anh chị cũng đưa ra những cái lựa chọn nó phù hợp nhất cho mình. Và cái điều cuối cùng đó chính là cái vị trí phong thủy của cái căn ở trên mặt bằng tầng. Nó bao gồm là bốn yếu tố. Thứ nhất là cái căn của anh chị nó có nằm gần thang máy hay không. Đó, thông thường thì một số khách hàng phản hồi lại với tôi thì những cái căn mà ở gần thang máy ấy, nó sẽ nhiều tiếng ồn. Ví dụ như cái tiếng thang máy tiếng tông thì người ta sẽ khó chịu, hoặc là những cái căn gần thang máy thì mở cửa ra thì nhiều người đi qua đi lại trước cửa nhà thì họ không thích điều đó. Ngược lại có những khách hàng thì lại thích cái điều đó, tại vì đôi khi bên dưới thì có shop house, có siêu thị, họ đi chợ, họ đôi khi giống như cái mùa Covid này, anh chị thấy không, khi mà chúng ta mua đồ trong siêu thị chúng ta xách rất là nhiều đồ nặng đó, cho nên là một số khách hàng ngược lại là họ thích cái căn gần thang máy đó, để khi mà họ xách đồ nặng thì họ đến cái vị trí của nhà, cái căn hộ của mình nó sẽ nhanh hơn đó. Thì tùy vào cái suy nghĩ cũng như là quan điểm đầu tư và chọn căn của tất cả khách hàng khác nhau. Cái điều thứ hai đó chính là cái căn mình nó có nằm ngay cái ngã ba hay không, ví dụ như ngã ba hành lang hay là những cái thế mà nó là kỵ trong cái phong thủy. Rồi, cái điều thứ ba đó chính là cái căn của mình nó có nằm kế thang bộ hay là nằm kế nhà rác hay là nằm kế cái phòng kỹ thuật điện hay không. Ở nhiều người thì cũng rất là cẩn thận trong vấn đề mà họ xem xét cái mặt bằng của mình. Cái điều cuối cùng đó chính là xa hành lang hay không. Giống như cái điều nãy tôi vừa nói, ngược lại vấn đề mà sát thang máy thì họ chọn những cái căn xa hành lang, cuối hành lang là những cái căn vị trí góc như tôi vừa trình bày. Thì giống như cái mặt bằng đây thì anh chị xem, thì tôi xin chia sẻ thêm về cái mặt bằng chi tiết này. Nó là những cái căn vị trí điển hình giống như căn 3 phòng ngủ, giống như căn 3 phòng ngủ thì chiếm tỷ lệ 5%. Thì đối với cái căn 3 phòng ngủ á, cái mã sản phẩm là A15, căn này có giá là khoảng tầm 1.9 tỷ một căn. Và nếu như anh chị gia đình có nhiều thành viên á, ví dụ như chúng ta ở 3 thế hệ, ví dụ như vợ chồng ở chung với con cái, ở chung với ông bà, thì cái căn 3 phòng ngủ này đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của gia đình của mình, nhiều thành viên.
Thì trong quan điểm của tôi á, thì nếu mà nhà có nhiều thành viên á, thà thì tôi sẽ chọn cái căn diện tích lớn ngay từ ban đầu. Tại vì đối với vợ chồng trẻ chưa có con cái thì đôi khi á, sẽ là chọn cái căn nó đáp ứng đủ cái nhu cầu, hoặc là họ sẽ dự báo là trong gia đình sẽ có thêm nhiều thành viên khác đó, thì họ sẽ chọn cái căn diện tích nó phù hợp ngay từ đầu, đỡ mất công sau này mình thay đổi cái diện tích khác thì nó cũng hơi bất tiện đó. Rồi nếu như anh chị mà gia đình ít hơn và thành viên hơn thì khoảng 4 đến 5 thành viên, thì mình có thể là chọn lựa cái căn 2 phòng ngủ. Thì cái căn 2 phòng ngủ ở đây với căn gốc ở vị trí rất là đẹp, ở hai view, thì chúng ta có hai loại diện tích điển hình, đó chính là 65m2, có 3 căn gốc là mã căn A07, 08 và A18, hoặc là hai căn căn giữa là mã 68m2 là A16 và A17. Thì đó là những cái thông tin tôi chia sẻ chi tiết về mặt bằng của dự án Parkview ở Bắc Bình. Thì anh chị có thể là có thêm những cái thông tin hữu ích để khi mà mình quyết định mình chọn lựa những cái căn nào nó tối ưu nhất trong vấn đề mà mình chọn căn. Thì đó là phần chia sẻ của tôi. Thì cảm ơn anh chị đã nhà đầu tư đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn MC Tuấn Anh. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Huỳnh Minh Sáng rất là nhiều. Như vậy thì không biết là tại dự án Parkview Apartment của chúng ta thì có những cái chính sách, có những cái ưu đãi gì cho khách hàng khi mà chúng ta có phát sinh những giao dịch không ạ? Cảm ơn MC Tuấn Anh đã đặt câu hỏi này. Thì đối với Parkview Apartment hiện tại thì đang có những cái chính sách cực kỳ hấp dẫn ở trong cái sự kiện ngày hôm nay. Tôi xin bật mí một vài cái thông tin rất là quan trọng. Đối với những khách hàng hiện tại đang muốn sở hữu cái căn hộ Parkview ở Bắc Bình, thì ngoài cái chính sách ưu đãi 20% để ký hợp đồng mua bán và sở hữu ngay căn hộ Parkview, thì quý khách còn những chính sách ưu đãi cực kỳ hấp dẫn sau đây. Tôi xin show để cho khách hàng thấy ha. Thì cái điểm ưu đãi cực kỳ hấp dẫn sau đây đó là ngoài cái chính sách mà chỉ cần ký 20% hợp đồng mua bán, thì quý khách hàng còn được ngân hàng Vietinbank là ngân hàng bảo lãnh dự án, cũng như ngân hàng hỗ trợ vay cho dự án Parkview ở Bắc Bình. Anh chị chỉ cần thanh toán 20% thì sau đó là mình được ân hạn gốc không đồng cũng như lãi suất 0% trong vòng 12 tháng. Nếu anh chị dùng cái phương án là dùng đồng bảy tài chính từ ngân hàng Vietinbank. Cái điều thứ hai đó chính là chỉ thanh toán trả chậm trong vòng trả chậm 1% mỗi tháng. Cái điều thứ ba là quý khách hàng còn được sở hữu gói điện máy tân gia bao gồm máy lạnh, máy hút mùi, bếp hồng ngoại và nồi chiên không dầu. Cái điều thứ tư là quý anh chị còn được nhận voucher quà tặng là gói nội thất trị giá lên đến 30 triệu đồng. Thì ngoài ra còn chương trình là anh chị có cơ hội khi anh chị giao dịch dự án Parkview của mình, có cơ hội bốc thăm trúng thưởng xe Airblade 2020 trị giá hơn 50 triệu đồng. Và đặc biệt hơn, đối với những khách hàng mà giao dịch trong sáng ngày hôm nay hoặc là trong ngày hôm nay, thì anh chị còn được nhận thêm 5 chỉ vàng ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Có 5 khách hàng nhận được 5 chỉ vàng, làm mỗi giải là 1 chỉ vàng trị giá. Thì bây giờ chính sách ưu đãi của Parkview ở Bắc Bình rất là cực kỳ hấp dẫn, thì anh chị có thể là yên tâm lựa chọn và đầu tư, cũng như là không cần phải suy nghĩ đắn đo nhiều về cái vấn đề tài chính hay là xoay tiền.
Tại vì đối với một số dự án ở bên ngoài thị trường á, đối với cái dự án Bắc Việt ở Bắc Minh của mình đã xây tới tầng 20, coi như là cũng gần đi vào giai đoạn cuối thất nóc của dự án. Nhưng mà bằng tất cả sự nỗ lực của chủ đầu tư cũng như là phía công ty bất động sản Unihome đã đưa ra những cái chính sách cực kỳ ưu đãi tôi vừa trình bày ở trên để hỗ trợ cho khách hàng giao dịch và sở hữu nhà ở trong cái mùa dịch này. Tại vì như anh chị đã thấy, đây là cái chính sách ở trong mùa dịch thôi, thì qua mùa dịch mọi thứ nó được bình thường hóa trở lại. Ví dụ như dịch được kiểm soát ABCD thì nó không còn cái giá này nữa. Cho nên là quý anh chị và khách hàng nên đưa ra những cái quyết định sớm để chúng tôi có thể là mang đến cơ hội để sở hữu nhà cho quý anh chị. Cảm ơn chị Tuấn Anh. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Huỳnh Minh Sáng rất là nhiều. Chuyên gia Huỳnh Minh Sáng cũng đã đại diện cho công ty cổ phần bất động sản Unihome, đã chia sẻ với tất cả quý vị những thông tin rất là hữu ích về việc phát sinh những cái giao dịch cũng như là bí quyết đầu tư để bảo toàn dòng tiền trong mùa dịch này với dự án Parkview Apartment, như thế nào cho nó thuận tiện và tối đa hóa được cái dòng tiền của mình, đúng không ạ? Thưa quý vị, vậy là quý khách hàng có phát sinh giao dịch trong ngày hôm nay sẽ được nhận thêm một chỉ vàng, và bên cạnh đó thì chúng ta còn có cơ hội nhận được một gói điện máy gia dụng bao gồm có máy lạnh, máy hút mùi, bếp hồng ngoại, nồi chiên không dầu và một gói nội thất trị giá lên đến 30 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có cơ hội rút thăm trúng thưởng, đó chính là một xe Honda Airblade đời mới nhất. Wow, rất là hấp dẫn đúng không ạ? Vâng, Tuấn Anh xin nhắc lại một lần nữa là ngoài những cái gói quà tặng như vậy thì năm khách hàng đầu tiên trong ngày hôm nay nếu mà chúng ta có phát sinh những giao dịch thì sẽ nhận được thêm một chỉ vàng ạ. Chính vì vậy mà các anh chị chuyên viên tư vấn ơi, các anh chị nếu mà chúng ta có những khách hàng đang quan tâm thì hãy hỗ trợ những thông tin cũng như là thủ tục hồ sơ để quý khách hàng của mình có thể nhận được 5 chỉ vàng đầu tiên đối với 5 khách hàng trong ngày hôm nay các anh chị nhé. Thưa quý vị, việc mua nhà là một việc ra quyết định khá là quan trọng trong cuộc sống của mình. Chính vì vậy mà chúng tôi hiểu rằng khi mà chúng ta đến với sự kiện ngày hôm nay cũng đã có cho mình những câu hỏi về thứ nhất là về đầu tư, thứ hai là về dự án Parkview Apartment, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi cũng đã có bố trí sắp xếp và dành thời gian cho quý vị có thể hỏi đáp trực tiếp cùng với quý chuyên gia của chúng tôi. Thưa quý vị, và câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi đã nhận được từ phía khách hàng đã gửi về sự kiện ngày hôm nay rất là sớm, đó chính là khách hàng Nguyễn Thị Ba đã đặt một câu hỏi như thế này. Dịch này lãi suất ngân hàng đang giảm, nhưng mà sau dịch thì lãi thả nổi cao ngất thì sao? Với câu hỏi này thì chúng tôi sẽ được mời chuyên gia Trần Duy Thanh để hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc này ạ. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Vâng, chúng tôi sẽ được mời ông Trần Duy Thanh sẽ hỗ trợ khách hàng của chúng ta giải đáp thắc mắc là dịch này lãi suất ngân hàng đang là giảm nhưng mà sau dịch thì lãi thả nổi cao ngất thì sao ạ? Vâng, thưa quý vị, chắc có lẽ là có một số trục trặc về mặt kỹ thuật cho nên là câu hỏi của khách hàng Nguyễn Thị Ba sẽ được chuyên gia của chúng ta giải đáp trong ít phút nữa các anh chị nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Xin được mời quý khách hàng nào mà chúng ta có những câu hỏi thì hãy nhanh chóng hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc đi ạ. Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi có nhận được một câu hỏi của khách hàng Nguyễn Văn Lễ. Nếu vay xong thì hết thời gian ân hạn gốc mình hoàn tất thì phí là bao nhiêu phần trăm vậy? Đối với câu hỏi này thì chúng tôi sẽ được mời chuyên gia Huỳnh Minh Sáng hãy hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc ạ. MC Tuấn Anh mạng hơi bị chập chờn thì Tuấn Anh có thể là nhắc lại câu hỏi được không ạ? Dạ, câu hỏi của khách hàng có nội dung như sau. Nếu vay xong đến hết thời gian ân hạn nợ gốc thì lãi tất toán thì chi phí là bao nhiêu?
bao nhiêu phần trăm ạ? À, thì đối với câu hỏi này á, sau khi ân hạn gốc lãi á, thì chúng ta vẫn trả lại theo theo lãi suất thả nổi thông thường, thì đâu đó thì ví dụ như anh chị vay khoảng 70% giá trị căn hộ, mà khi mà anh chị hết cái thời hạn mà 12 tháng gốc lãi thì mình có thể là vay với cái mức lãi suất là thả nổi là đâu đó là tầm khoảng 10 đến 11% một năm. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Huỳnh Minh Sáng rất là nhiều. Và chúng ta sẽ quay lại với chuyên gia Trần Duy Thanh. Anh Thanh ơi, không biết là bây giờ anh đã nghe rõ tín hiệu của ban tổ chức chưa ạ? Vâng ạ, và chúng tôi đã nhận được... nghe rõ rồi em ơi. Dạ, chúng tôi đã nhận được câu hỏi từ khách hàng Nguyễn Thị Ba. Khách hàng muốn đặt câu hỏi như thế này. Dịch này thì lãi suất ngân hàng đang giảm, nhưng mà sau dịch lãi thả nổi sẽ cao gấp thì sao? Xin được mời anh Trần Duy Thanh hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc này ạ. Ok, cảm ơn MC Tuấn Anh cũng như là cảm ơn câu hỏi của chị Ba. Thì đối với câu hỏi này thì việc về lãi suất ngân hàng, như Thanh cũng đã chia sẻ với lại khách hàng từ đầu, là tùy theo cái kỳ vọng của khách hàng mà mình lựa chọn kênh đầu tư nào là phù hợp trong cái giai đoạn dịch này. Nếu mà trường hợp giai đoạn dịch này là nhà nước của mình đang giảm thuế để hỗ trợ, để giảm lãi, để hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng mà sau dịch thì cái tình hình lãi suất nó cũng có sự điều động, nhưng mà nó không quá nhiều, nên cái lựa chọn mà chúng ta đầu tư các kênh để đảm bảo cho tỷ suất lợi nhuận của mình nó vẫn bình thường chứ không có ảnh hưởng gì nhiều cả. Chứ thật sự mà nói luôn, lãi suất nó không thể nào mà nhảy tăng vọt, nó vượt quá đi các kênh đầu tư được. Cái điều này thật sự luôn là chúng ta cũng cần phải nhìn nhận nó rõ ràng. Thị trường thì nó đang cân đối, bởi vì ở trên thị trường thế giới thì ngân hàng hiện tại bây giờ nó cũng không còn chi lại đảm bảo lãi suất cho cái việc mà tiền gửi nữa, chỉ còn ở Việt Nam thôi. Và cái việc mà Việt Nam vẫn cân bằng được cái lãi suất thì nó cũng tương đối thôi, chứ nó không quá nhiều. Đó là câu trả lời dành cho chị Ba. Rất là cảm ơn chị. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia rất là nhiều. Và chúng tôi có thêm một câu hỏi nữa muốn hỏi chuyên gia Trần Duy Thanh. Câu hỏi có nội dung như sau. Cho tôi hỏi, nếu như có nhiều người đầu tư chứng khoán thì nhanh giàu lắm, còn bất động sản thì khó hơn. Vậy thì cái nào rủi ro hơn, lợi nhuận cao hơn, cho tôi lời khuyên đầu tư trong thời gian này được không ạ? Xin mời chuyên gia. Rồi, ok, cảm ơn câu hỏi của MC Tuấn Anh. Yeah. Thì thật chất đối với câu hỏi này thì mọi người cũng hỏi, nhưng mọi người cũng biết được câu trả lời rồi. Cái nào mà nó tiềm ẩn cái rủi ro cao thì lợi nhuận nó sẽ cao. Chắc chắn một điều rằng đối với những người nào mà có dày dặn kinh nghiệm và có kiến thức về thị trường cũng như là kinh tế, thì đầu tư vào chứng khoán thì chắc chắn là người ta sẽ nhanh, rất là nhanh giàu. Bởi vì sao? Người ta có kinh nghiệm sẵn rồi, có sự trải nghiệm trên thị trường này, nên cái việc mà người ta tham gia vào thị trường này, người ta làm giàu là chuyện đương nhiên. Và hiện tại bây giờ trong xã hội nó có rất là nhiều người làm giàu bởi chứng khoán, nhưng mà cái con số này nó cũng tương đối. Bởi vì sao? Nó chỉ dành cho những người có kinh nghiệm và lão ràng trong thị trường. Còn đối với những người mà mới tập tành đầu tư hoặc là chưa có kiến thức nhiều về thị trường thì theo Thanh nghĩ là mình nên lựa chọn những kênh đầu tư an toàn. Những kênh đầu tư an toàn tức là sao ạ? Giống như là tiền gửi tiết kiệm ngân hàng, hoặc là vàng, hoặc là bất động sản. Bởi vì đây là những kênh đầu tư mà chúng ta có thể kiểm soát được cái việc mà cái tỷ suất lợi nhuận cũng như là mức độ an toàn của nó mang tính cố định. Còn để mà đầu tư chứng khoán là chúng ta phải có kiến thức, chúng ta phải có trải nghiệm để chúng ta đầu tư. Nếu không là chúng ta sẽ mất luôn cái số tiền mà chúng ta có được để bỏ vào thị trường. Để đảm bảo được trong cái giai đoạn này thì theo quan điểm cá nhân của Thanh, cái lựa chọn mà ổn định cũng như là lâu dài để sau dịch thì có cái biến động về tỷ suất lợi nhuận cao là nên lựa chọn bất động sản. Còn cái phân khúc về căn hộ hoặc là đất nền nó phụ thuộc vào cái tiềm lực về tài chính của khách hàng thời điểm hiện tại. Nhiều hay ít thì mình đầu tư mức độ khác nhau thôi. Ok, đó là cái câu hỏi của Thanh. Cảm ơn MC rất nhiều. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Trần Duy Thanh rất là nhiều. Và điển hình với câu hỏi này thì vừa rồi đâu đó tầm khoảng cuối tháng 7 đúng không ạ? Thì tất cả các anh chị nào chúng ta cũng quan tâm đến chứng khoán thì cũng có thể biết là thị trường đang có những cái biến động rất là lớn, có thể nói là biến động lớn trong cái khoảng tầm khoảng 10 năm trở lại đây. Đây là một cái đợt biến động thị trường chứng khoán khá là lớn đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy là việc đầu tư lợi nhuận cao thì luôn luôn đi kèm với rủi ro sẽ rất là cao đúng không ạ?
Và câu hỏi tiếp theo chúng tôi đã nhận được từ phía khách hàng Trung Trịnh. Có khách hàng có câu hỏi như sau: tôi muốn mua để đầu tư thì bên Unihomes hay là chủ đầu tư có chính sách ưu đãi gì cho khách hàng trong thời gian này hay là không? Và để qua mùa dịch dễ hơn, bây giờ không đi xuống dự án được. Thì với câu hỏi này thì chúng tôi sẽ được mời chuyên gia Huỳnh Minh Sáng là đại diện cho Unihomes sẽ hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc này ạ. Xin mời anh ạ. Cảm ơn MC Tuấn Anh. Thì câu hỏi vừa rồi MC vừa đọc thì nó cũng hơi giống với lại câu hỏi lúc nãy. Có nghĩa là khách hàng hỏi về chính sách ưu đãi của Parkview bao gồm những gì trong cái mùa dịch này. Thì một lần nữa thì tôi xin nhắc lại các chính sách như sau. Ngoài cái chính sách mà khách hàng hay là quý nhà đầu tư mua căn hộ Parkview thì chỉ cần thanh toán 20% là có thể ký ngay hợp đồng mua bán rồi. Với cái tốc độ và tiến độ xây dựng như hiện tại là lên tới tầng 20 trên 23 tầng, nhưng mà chỉ đóng 20% ban đầu thôi, thì đâu đó cũng là một cái dòng tiền nó cũng tiết kiệm được rất là nhiều để anh chị có thể là dùng cái số tiền còn lại để xoay để đầu tư những cái kênh khác. Ngoài ra thì bao gồm 6 gói quà tặng, bao gồm là thứ nhất là chương trình ân hạn gốc lãi 0 đồng, lãi suất 0% trong vòng 12 tháng. Cái thứ hai là chỉ thanh toán 1% một tháng, là thanh toán trả chậm. Cái thứ ba là quý khách còn được sở hữu cái bộ gói quà tặng tân gia, bao gồm là máy lạnh luôn, máy hút mùi, bếp hồng ngoại và nồi chiên không dầu. Thì những cái gói quà tặng này là một những cái quà tặng mà tri ân khách hàng, để khách hàng là có thể là có sẵn những cái thiết bị cũng như là đồ điện gia dụng ở trong căn hộ của mình. Cái thứ tư là khách hàng còn được tặng thêm cái voucher mà gói nội thất lên đến 30 triệu đồng. Cái thứ năm là cơ hội còn được bốc thăm trúng cái xe Airblade. Và cái điều đặc biệt hơn là ngày hôm nay, để tôi nhắc lại là tất cả các khách hàng giao dịch trong ngày hôm nay thì được còn được chương trình tặng thêm một chỉ vàng. Xin cảm ơn cái câu hỏi của MC Tuấn Anh ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Huỳnh Minh Sáng rất là nhiều. Và chúng tôi cũng có nhận được thêm một câu hỏi nữa là dự án Parkview Apartment nằm trong hẻm so với các dự án ngoài mặt tiền nên sợ không tăng giá được, nên tôi đang lăn tăn với dự án khác, sẽ được tư vấn thêm cho tôi ạ. Sẽ được mời chuyên gia Huỳnh Minh Sáng hỗ trợ khách hàng ạ. Xin cảm ơn MC Tuấn Anh. Thì đối với câu hỏi này á, thì câu trả lời đúng. Nếu như khách hàng mua sản phẩm nhà phố mặt tiền, vì theo nguyên lý thông thường thì nhà phố mặt tiền sẽ có cái tiềm năng sinh lời cực lớn với cái mặt tiền mà đường nó rộng rãi và nó sẽ có cái yếu tố là có dòng tiền để mà thuận tiện để kinh doanh. Cái điều tiếp theo đó chính là đối với cái sản phẩm căn hộ thì điều này theo tôi là còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dự án nằm ngoài mặt tiền sẽ thuận tiện đi lại hơn, tuy nhiên là mức độ tiếng ồn và khói bụi ô nhiễm từ cái lượng xe cộ ở bên ngoài á, từ lượng giao thông ở bên ngoài á, thì nó rất là nhiều. Đặc biệt là cái thị trường Bình Dương, nơi mà được mệnh danh là thủ phủ công nghiệp của cả nước, thì cái lượng xe container cũng như là các xe vận tải hàng hóa gần như là thường xuyên và suốt cả ngày lẫn đêm. Còn đối với dự án không nằm ngoài mặt tiền mà nằm trong cái vị trí ở trong đường nội bộ giống như là Parkview Apartment, bên cạnh đó tuy nhiên là nó nằm trong cái khu dân cư hiện hữu là có được cái những cái tiện ích nội khu sẵn rồi, ví dụ như cộng đồng cư dân nè, các khu chợ nè, trường học nè, bệnh viện nè, hay là trung tâm thương mại, đó là cái khu vực Parkview xung quanh là có rất là nhiều tiện ích, chỉ trong bán kính là khoảng là từ 500m đến là 3 km là có những cái tiện ích rồi đó. Ngoài ra là cái vị trí của Parkview của mình là riêng bản thân là có hai cái mảng xanh ở trong nội khu rồi, ví dụ như là có công viên nội khu nè, có cái công viên phía sau, bây giờ là phía trước nhưng mà sau này sẽ là phía sau cổng sau của dự án Parkview là lên đến là 3.000m² là diện tích mảng xanh đó. Thì đây là một trong những cái mức cũng như là những cái mà ưu điểm của dự án Parkview Apartment. Thì thông thường là mình chọn một căn hộ
thì mình cần những cái không gian giống như là để giải trí nè, để học tập nè, để làm việc nè, và vì sức khỏe nè, để nâng cao về cái chất lượng cuộc sống của gia đình của mình. Thì tôi nghĩ là dự án nào cũng vậy, thì nó có những cái điểm mạnh và điểm yếu. Thì theo tôi thì bản thân tôi ở căn hộ thì tôi cần cái sự yên tĩnh. Đó là cái câu trả lời cho quý khách hàng. Xin cảm ơn MC Tuấn Anh. À, vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Huỳnh Minh Sáng rất là nhiều. À, thưa quý vị, rất là nhanh chóng trong sự kiện sáng ngày hôm nay thì qua phần chia sẻ vừa rồi thì cũng đã có một khách hàng phát sinh một giao dịch thành công. Chúng tôi xin được chúc mừng khách hàng Đinh Như Uyên đã giao dịch thành công sản phẩm Parkview Apartment với mã căn hộ là CH23A09. Xin được chúc mừng chị. Như vậy là chị đã nhận được một chỉ vàng, một gói điện gia dụng bao gồm máy lạnh, máy hút mùi, bếp hồng ngoại và nồi chiên không dầu, một gói nội thất trị giá lên đến 30 triệu đồng cùng với cơ hội rút thăm trúng thưởng một xe Honda Eplex. Xin được chúc mừng chị. Với thưa quý vị, đây chính là những khách hàng đã có được một cái tầm nhìn rất là xa và một cái lựa chọn rất là chính xác khi mà lựa chọn ngay trong sự kiện ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái món quà cũng như là chương trình ưu đãi rất hấp dẫn từ phía chủ đầu tư cũng như là công ty Unihomes. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với quý chuyên gia với một câu hỏi của khách hàng Hoàng Quý 2203. Câu hỏi có nội dung như sau. Câu hỏi tiếp theo chúng tôi sẽ được mời khách hàng Bùi Hoàng Thái ạ. Khách hàng có nội dung câu hỏi là tôi muốn mua cho thuê, xin tư vấn giá cho thuê bao nhiêu tiền và nên mua căn loại nào. Cho tôi giá và phương thức thanh toán của căn đó luôn ạ. Câu hỏi này thì chúng tôi sẽ được mời chuyên gia Huỳnh Minh Sáng hỗ trợ khách hàng ạ. Xin cảm ơn MC Tuấn Anh. Thì theo như tôi vừa nghe cái câu hỏi của MC Tuấn Anh thì khách hàng đang quan tâm vấn đề là cho thuê, có nghĩa là khách hàng đang quan tâm vấn đề đầu tư, và xin giá cho thuê có nghĩa là khách hàng quan tâm đến vấn đề dòng tiền cũng như là mua loại diện tích nào. Thì giống như cái phần trình bày lúc đầu của tôi là làm thế nào để chọn cái căn nó phù hợp và nó tối ưu nhất để mang lại cái tính thanh khoản nhờ cái sự khan hiếm cái trên mặt bằng tầng. Đó. Rồi về giá cũng như là phương thức thanh toán á, thì là khách hàng đang quan tâm vấn đề lãi vốn. Thì trong vấn đề đầu tư á, nó có 5 điều then chốt như sau khi quyết định đầu tư. Thì sau khi nghe 5 điều này thì quý anh chị khách hàng đầu tư có thể là liên hệ với chuyên viên tư vấn của cá nhân mình để có thể là chốt được cái căn nào nó phù hợp nhất. Thì riêng về về cái điều này thì giá cho thuê của căn hộ á, hiện tại ở thị trường Bình Dương thì diện tích đâu đó tầm 60 mét vuông thì có giá thuê từ 8 triệu đồng. Thì hầu như những cái dự án ở Bình Dương á, là những dự án từ phân khúc A, B trở lên thì đâu đó là giá từ 8 đến 10 triệu đồng một mét vuông. Thì đối với căn hộ Parkview thì tôi dự báo giá cho thuê của căn hộ là khoảng 65 mét vuông mà căn gốc á, thì là phải có giá là từ 8 triệu đồng trở lên, 8 đến 12 triệu. Nếu như anh chị đầu tư mà chỉ trang bị nội thất cơ bản thì có thể là giá từ 8 triệu, mà nếu mà anh chị full nội thất giống như là anh chị trang bị thêm những cái máy lạnh hay là tủ giường sofa như là full nội thất á, thì có thể là lên đến 12 triệu đồng. Thì bây giờ có 5 điều mà anh chị đầu tư. Cái thứ nhất là anh chị lựa chọn cái bất động sản có tính thanh khoản cao. Thì điều gì để quyết định cái tính thanh khoản cao này là cái sự khan hiếm của nó. Bên ngoài thị trường là giá là dưới 25 triệu là không còn. Đó. Rất là hiếm cái chủ đầu tư nào phát triển hay là đang có cái sản phẩm này. Đó, cho nên anh chị mua thì cái thị trường nó sẽ ít cạnh tranh hơn. Ví dụ như anh chị chọn một cái phân khúc cao hơn đi, có thể là phân khúc là ví dụ như căn 65 mét vuông rồi nó không có giá là 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6 nữa, mà nó có giá là đâu đó ví dụ như là bên ngoài thị trường là cũng phải là từ 35 triệu trở lên. Thì 35 mà anh chị nhân cho 65 mét vuông thì đâu đó nó khoảng gần 2 tỷ một căn. Dạ. Ở 2 tỷ một căn thì anh chị là có thể là nó sẽ khó hơn, tại vì những cái phân khúc đó đó nó rất là nhiều, hầu như là nguồn cung nó rất là nhiều và anh chị phải đi cạnh tranh trực tiếp với những cái chủ đầu tư khác.
nó không có cái lợi thế cạnh tranh. Cái điều thứ hai là anh chị phải xem xét hai cái tiêu chí, đó chính là lãi vốn và dòng tiền. Đó, thì anh chị có đặt câu hỏi là giá và phương thức thanh toán như thế nào. Thì giống như là nãy tôi trình bày ở phía trên, là bên ngoài thị trường, đa số các dự án chủ đầu tư khi mà xây dựng tới tầng 20 đi, đó, thì đâu đó là bây giờ anh chị phải đóng cái tiến độ là phải trên 60%. Và đến khi giai đoạn bàn giao nhà là thông thường cái dự án là từ thanh toán phải thanh toán từ 70% trở lên. Đó, thì đối với dự án bắt view thì chỉ thanh toán 20% thì anh chị đã tiết kiệm một khoản tiền rất là lớn. Ví dụ như tôi cho là một căn 1,5 tỷ, mà giữa 60% và 20% nghĩa là trên lệch cái số tiền thanh toán ban đầu là 40%, mà 40% này anh chị nhân với cái diện tích khoảng gần 70m² đi, thì đâu đó nó là nó rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì còn những yếu tố tiếp theo thì như thế nào ạ? Yếu tố tiếp theo là chính là quan tâm đến vấn đề là thì lãi vốn và dòng tiền tôi vừa mới nói, là cái dự án nào mà chúng ta bỏ tiền ra vốn ít hơn. Nhưng mà ví dụ như anh chị mua cái căn hộ có phân khúc cao hơn đi, cùng diện tích nhưng mà giá của mình là 1,5 tỷ bắt view, một cái dự án khác là cũng là 70m² đi, giá có 35 triệu, thì đâu đó nó khoảng 2,5 tỷ một căn. Thì giữa một căn 1,5 tỷ và căn 2,5 tỷ nó chênh lệch nhau 1 tỷ đồng, nhưng mà cái sự tăng giá của nó trong thời gian là tôi bán rất là nhiều dự án, thì thông thường những cái dự án của Unihome á, là những cái khách hàng mua á, là đều có cái mức tỷ suất lợi nhuận á, là trên 80% trong vòng 2 năm. Trong vòng 2 năm. Đó. Thì cái mức này á, nó cũng xem với những dự án khác. Thì ý tôi muốn nói là một cái dự án mà 1,5 tỷ mình lời khoảng 80%, với một cái dự án mà mình bỏ ra 2,5 tỷ để lời là 100% đi. Thì tất nhiên là anh chị chọn phương án nào, có nghĩa là mình sẽ chọn phương án tối ưu là bỏ ra tiền ít hơn để có được cái tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Thì thay vì anh chị có thể 2,5 tỷ hay là hoặc 3 tỷ một căn hộ, anh chị có thể là mua một căn, thì anh chị có thể là đầu tư 2 căn tại Parkview. Vâng. Còn cái vấn đề thứ tư là chính là pháp lý. Thì pháp lý như anh chị cũng đã thấy rồi, cái tình trạng pháp lý từ 2018 tới giờ, giống như cái phần chia sẻ của anh Duy Thanh vừa chia sẻ, là từ 2018 tới giờ là có những cái dự án cũng như là chủ đầu tư bị vướng pháp lý, và cái nút thắt pháp lý đến bây giờ vẫn chưa được tháo gỡ. Một số dự án á, là khách hàng mua tới bây giờ vẫn chưa nhận nhà. Đấy. Đối với mục tiêu của mình là những cái dự án nào mà sau 2019 mà đã được xây dựng á, thì quý khách hàng xin hãy yên tâm. Tại vì những cái dự án mà sau 2019 mà được cấp phép xây dựng thì bảo đảm pháp lý rất là chuẩn rồi. Vậy thì còn cái yếu tố cuối cùng là gì ạ? Cái yếu tố cuối cùng tôi quan tâm đó chính là cái những cái thiết kế, những cái tiện ích nội khu cũng như là những cái tiện ích xung quanh, cũng như là vị trí dự án và liên kết vùng. Đó, những cái 5 cái yếu tố này thì anh chị đưa ra những quyết định và đầu tư nó sẽ là mang lại hiệu quả hơn. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Huỳnh Minh Sáng với một phần trả lời rất chi tiết và đầy đủ. Và câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được từ phía khách hàng đó chính là bất động sản thì có nhiều dòng sản phẩm, nhiều phân khúc, vậy nên để an toàn, không bị rủi ro thì nên đầu tư vào phân khúc nào, và lý do tại sao chúng ta lại lựa chọn phân khúc đó? Với câu hỏi này thì chúng tôi sẽ được mời chuyên gia Trần Duy Thanh hãy hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc này ạ. Ok, cảm ơn câu hỏi của MC Tuấn Anh. Thì với câu hỏi này á, thì thực chất á, thì để đầu tư mà xin lợi nhuận cao á, thì nó cũng phụ thuộc vào nhiều phân khúc khác nhau. Nãy giờ thì chuyên gia Minh Sáng cũng đã chia sẻ cho tất cả khách hàng của mình nhìn nhận nhiều hơn những quan điểm cũng như là cái cách mà chúng ta lựa chọn kênh đầu tư cũng như lựa chọn sản phẩm phù hợp. Còn về phân khúc thì nó có phân khúc cao, phân khúc thấp và phân khúc bình dân. Nhưng mỗi phân khúc thì nó có những tiềm ẩn về lợi nhuận khác nhau. Nếu mà chúng ta tùy theo cái túi tiền của chúng ta, tùy theo cái khả năng tài chính của chúng ta mà chúng ta đầu tư vào phân khúc nào, chúng ta không thể nào mà đầu tư vào phân khúc thấp mà chúng ta đòi hỏi là cái vấn đề mà cái lợi nhuận nó cao được. Nên là tùy theo cái túi tiền. Nếu mà trường hợp cái tài chính, khả năng tài chính của mình á, nó ít thì chúng ta đầu tư phân khúc thấp một xíu để làm gì, để tránh cái trường hợp là chúng ta mượn cái đòn bẩy tài chính quá nhiều và cái việc mà thanh toán nó quá gấp á, thì nó ảnh hưởng tới cái việc mà phân bổ tài chính của chúng ta trong cái việc mà dài hạn, thì nó không có đảm bảo được cho cái việc mà cân đối tài chính.
Còn cái việc mà chúng ta cân đối được cái tài chính của mình nó ổn định nè, chúng ta lựa chọn kênh tài chính phù hợp, ví dụ như là phân khúc đất nền, hoặc là ở vùng xa, vùng ven, hoặc là ở trong Sài Gòn. Còn đối với chung cư thì hiện tại bây giờ đối với những phân khúc chung cư vùng ven, đặc biệt là ở thị trường Bình Dương, thì nó đang chiếm ưu thế về giá. Một ví dụ điển hình như là ở dự án Parkview, nó đang có một cái giá khá là cạnh tranh trên thị trường hiện tại bây giờ, giá tối ưu cộng với những cái mà chủ đầu tư cũng như là nhà phát triển dự án đang hỗ trợ, thì tôi nghĩ đây là một cái phân khúc nó chiếm ưu thế trên thị trường hiện tại mà chúng ta có thể đầu tư được. Nó cũng tầm trung và nó phù hợp túi tiền của người dân đầu tư và có thể cho thuê được liền, tại vì hiện tại bây giờ dự án này nó mang tính chất là nó gần xong rồi, pháp lý mọi cái ổn hết. Đó là cái mà cái quan điểm cá nhân của Thanh để cho khách hàng có thể lựa chọn nó phù hợp hơn. Còn về về đầu tư thì tùy theo túi tiền thôi, nhiều hay ít thì chúng ta lựa chọn cái phân khúc cao hay thấp, mà mỗi phân khúc nó đều có những cái tiềm năng và lợi nhuận riêng á. Ok, cảm ơn MC rất nhiều ha. Đây là câu hỏi dành cho bạn. Dạ vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Trần Duy Thanh. Thưa quý vị, và để tiếp tục chương trình, Tuấn Anh xin được mời quý khách hàng chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần quay số trúng thưởng. Và giải thưởng tiếp theo trong phần quay số lần này đó chính là mã thẻ cào điện thoại trị giá 300.000 đồng và mã thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng dành cho hai vị khách hàng may mắn nhất trong sự kiện sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị đến với phần rất là gay cấn này. Và Tuấn Anh xin nhắc lại thể lệ của chương trình một lần nữa là quý anh chị khách hàng chúng ta hãy chỉ bình luận một con số duy nhất thôi các anh chị nhé. Ai mà bình luận mà hai con số, ba con số thì được mặc định là không hợp lệ cho phần quay số lần này. Chúng tôi xin nhắc lại quý vị như vậy. Và tất cả quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Sau khi Tuấn Anh đếm tín hiệu bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu quý anh chị nhé. Thời gian 60 giây bắt đầu. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang thấy những con số đang dần xuất hiện trên màn hình rồi ạ. Vâng, chúng ta chỉ còn 5 giây nữa thôi ạ. Thưa quý vị, thời gian bình luận kết thúc. Vâng, và Tuấn Anh đã thấy rất rất là nhiều những vị khách hàng đã có những con số may mắn của riêng mình hiển thị lên trên phần bình luận rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bình chọn ra vị khách hàng may mắn sở hữu được giải nhì, đó chính là mã thẻ cào điện thoại trị giá 300.000 đồng. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật tiến hành quay số. Không biết số nào sẽ xuất hiện đây ạ. Số 35 ạ. Xin được chúc mừng khách hàng đã bình luận được số 35, khách hàng Thanh Nguyễn ạ. Vâng, rất là may mắn ạ. Vâng, xin được chúc mừng. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật tiến hành quay số lần tiếp theo để bình chọn ra vị khách hàng sở hữu giải nhất, đó chính là mã thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Xin được mời bộ phận kỹ thuật tiến hành quay số. Vâng, thưa quý vị, và con số tiếp theo mà chúng tôi đã nhận được đó chính là số 31 ạ. Số 31 đã rất là may mắn nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng nào đây ạ? Vâng, khách hàng có nickname là Hai Am Chun. Vâng, xin được chúc mừng khách hàng Hai Am Chun đã bình luận được số 31. Điều đó cũng có nghĩa là quý khách hàng của chúng ta đã nhận được mã thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thẻ cào điện thoại có giá trị cao nhất trong sự kiện ngày hôm nay. Xin được chúc mừng. Và chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là trong lần quay số lần này có hai vị khách hàng, đó chính là
khách hàng Thanh Nguyễn đã sở hữu được mã thẻ cào điện thoại trị giá 300.000 đồng. Khách hàng Hai Amjun cũng đã sở hữu được mã thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Xin được mời hai vị khách hàng Thanh Nguyễn và Hai Amjun hãy bình luận ba số cuối của số điện thoại của mình vào ngay trong bài livestream này đi ạ. Xin nhắc lại một lần nữa, xin được mời khách hàng Thanh Nguyễn và khách hàng Hai Amjun hãy bình luận ba số cuối của số điện thoại của mình vào trong bài viết này. Bên cạnh đó, hãy nhắn tin điện thoại qua số Zalo của ban tổ chức, đó chính là số của chị Ly các anh chị nhé. Và các anh chị hãy lưu ý với hai khách hàng Thanh Nguyễn và khách hàng Hai Amjun là hãy nhắn tin vào số điện thoại được ghim trong phần bình luận để ban tổ chức của chúng tôi có thể tiện cho công tác đối chiếu cũng như là trao giải. Vâng, thưa quý vị, xin được chúc mừng hai vị khách hàng đã rất là may mắn nhận được những giải thưởng. Và các anh chị chuyên viên tư vấn ơi, các anh chị hãy nhanh chóng liên hệ với ban tổ chức cũng như là hỗ trợ khách hàng của mình để nhận quà. Và quý khách hàng đừng quên là trong sự kiện ngày hôm nay, nếu như mà chúng ta phát sinh giao dịch trong suốt ngày hôm nay sẽ có thêm cơ hội nhận được một chỉ vàng, một gói điện máy gia dụng bao gồm máy lạnh, máy hút mùi, bếp hậu ngoại và nồi chiên không dầu. Ở bên cạnh đó còn được tặng thêm một gói nội thất trị giá lên đến 30 triệu đồng cùng với cơ hội rút thăm trúng thưởng một xe Honda Airblade từ đơn vị phát triển dự án là công ty cổ phần bất động sản Unihomes. Và bây giờ chúng tôi sẽ được mời hai quý chuyên gia của chúng ta là chuyên gia Huỳnh Minh Sáng và chuyên gia Trần Duy Thanh hãy cùng bật camera lên đi ạ. Kính thưa quý vị, chương trình Góc Chuyên Gia Tư Vấn Mua Nhà Mùa Dịch xin được phép khép lại. Tuấn Anh cùng với hai vị chuyên gia và ban tổ chức xin được gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những sự kiện lần sau.